bộ đội đặc chủng sở văn sau khi suốt ngủ trầm mê trò chơi hoang phế nhân sinh, lại bị một đạo ti chớp mang tới dị thế giới. Vốn cho là mình đủ ăn chơi trác tán, lại không nghĩ tới nhập thân gia hỏa lá gan càng mập. Hằng ngày cường đoạt dân nữ coi như xong, lại ngay cả đại công tước nữ nhi cũng dám chà đạp. Mà cái này cũng làm cho sở văn bắt đầu trực tiếp điện một độ khó, vui mừng đề cập nô lệ thân phận đưa đi hoang sơn giả lĩnh cho sói ăn. May mà ngón tay vàng là phái mông a à không, là hệ thống triệu hoán nguyên thần. Vì tiêu trừ nô lệ thân phận, sở văn không thể không đáp ứng tinh linh tộc điều kiện, cùng tinh linh trưởng công chúa ký kết chủ tớ khế ước. Kết quả phái môn lộng phủ, tinh linh trưởng công chúa ngược lại thành nô. Mạng tiểu thuyết phi lương nhắc nhở ngài. Bản tiểu thuyết cùng nhân vật chỉ là hư cấu, nếu có giống nhau, chỉ là trùng hợp, chớ bắt chước. Chương 1 Không hiểu xuyên qua kém chút tại chỗ qua đời. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Kevin, đứng lên. Kevin. Anh có thể nghe thấy không? Quên đi, hắn đều như vậy, ngươi còn cho rằng hắn có thể làm cái gì? Trở về đi, dù sao chúng ta đã đủ xâm nhập rồi. Vậy bỏ hắn lại đây. Hắn là có thể, chúng ta đi. Ai, dù sao hắn cũng đáng bị trừng phạt. Theo thanh âm bên người dần dần đi xa, sở văn chậm rãi mở mắt nhưng thế giới trước mặt vẫn một mảnh mơ hồ, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy ánh mặt trời chói mắt, còn có thể cảm giác được một ít gió đang lay động tóc của hắn, nhưng hắn lại hoàn toàn không thể động đậy, thật giống như đây căn bản không phải thân thể của hắn. Bất quá, đây cũng xác thực không phải thân thể của hắn. Bởi vì ngay tại ba ngày trước, sở văn bị một đạo ti chớp cho đưa tới cái này thế giới xa lạ, sau đó hắn cảm giác mình bị một cổ không hiểu lực lượng mạnh mẽ nhét vào hôm nay cổ thân thể bên trong. Sở Dĩ dùng nhét vào cái từ này là bởi vì Sở Văn đến nay cũng không cách nào quên cổ thân thể này nguyên chủ nhân lúc đó cái loại biểu tình này, đó là một loại hoàn toàn không cách nào dùng ngôn ngữ biểu lộ sợ hãi. Có lẽ cũng chính bởi vì như thế, hai cái linh hồn tại canh đoạt cổ thân thể này quyền chủ đạo thời điểm, Sở Văn cũng không có tốn hao quá lớn khí lực, rất nhanh liền triệt để cắn nuốt đối phương, bất quá muốn tiếp quản cổ thân thể hoàn toàn xa lạ này có thể cũng không phải trong thời gian ngắn có thể làm được vì vậy cũng thành như bây giờ. Nhưng nghiêm khắc mà nói, đây cũng là bởi vì bộ thân thể này nguyên chủ nhân thực lực quá kém duyên cớ, hơn nữa sớm đã bị người đánh tới hấp hối, cho nên mới có thể xui xẻo bị sở văn cấp dễ dàng xử lý, sau đó sở văn cũng thuận lợi tiếp thu đối phương tất cả trí nhớ, càng biết bộ thân thể mới này tất cả sự tình, nhưng kế tiếp hắn cảm thấy mình mới là lớn nhất kẻ xui xẻo. Bộ thân thể này nguyên chủ nhân gọi Kevin, mà ở trong trí nhớ của hắn, nơi này đã không phải là địa cầu, mà là một cái gọi là thánh phù ngải nhĩ đại lục địa phương, là một cái chủng tộc đông đảo hơn nửa cao cấp trí tuệ sinh mệnh chỗ nào cũng có thế giới, chẳng những mọi người thích nghe ngóng tinh linh, thú nhân, người luồng, người cánh, hải tộc những chủng tộc này tất cả đều có, thậm chí thế giới này còn tồn tại thần linh. Bởi vì trước mắt thống trị cùng quản lý thánh phù nhĩ đại lục là một cái tên là nữ thần tộc tộc thần linh tộc quần. liền ví dụ như Kevin chỗ phong bạo đế quốc, nó chính là do nữ thần tộc bảy đại chủ thần một trong thiên khải nữ thần moi ra thành lập quốc gia nhưng vấn đề là bởi vì thiên khải nữ thần moi ra là một cái chú trọng huyết thống cố chấp cường thế nghiêm túc lạnh lùng nói năng thận trọng lãnh khốc vô tình người thống trị cho nên phong bạo đế quốc cũng là một cái lấy nữ thần tộc làm tuyệt đối lãnh đạo hơn nữa đẳng cấp xâm nghiêm chuyên chế quốc gia đồng thời cũng là thánh phụ ai nhĩ trên đại lục duy nhất còn đang thực hiện chế độ nô lệ quốc gia sau đó càng bất hạnh chính là sở văn hiện tại thân phận chính là một cái nô lệ hơn nữa là thiếu chút nữa bị tươi sống đánh chết nô lệ nhưng kỳ thật thân phận ban đầu của kevin cũng không tệ lắm hắn là con trai thành chủ thành đinh của đế quốc phong bạo mặc dù phía trên có ba tỷ tỷ nhưng huyết mạch ưu tú khiến cho hắn từ khi sinh ra đã nhất định phải trở thành người nối nghiệp của phụ thân tự nhiên được mọi người cưng chiều nhưng cũng chính bởi vì điểm này mà hại hắn tiểu tử này cuối cùng trở thành một công tử bột ngang ngược kiêu ngạo không kiên dè dạ người gặp người ác, thực lực không đủ thì thôi, còn cả ngày làm mưa làm. Gió khắp nơi, khiến cho toàn bộ người thành đinh hận hắn quả thực nghiến răng nghiến lợi rồi lại không thể làm gì. Nhưng dù vậy, dựa theo quy tắc thiên khải nữ thần chế định, Kevin trở thành thành chủ đinh tiếp theo cũng gần như là chuyện ván đã đóng thuyền. Nhưng Kevin cái này nhị thế tổ lại tại nửa tháng trước đêm tương lai của mình hủy không còn một mảnh bình thường Kevin ở thành đinh cường đoạt dân nữ mang về trong phủ đùa bẩn đã sớm không tính là chuyện ngạc nhiên gì, cũng may hắn người này luôn luôn hào phóng, mỗi lần chơi xong đều sẽ trợ cấp những nữ hài tử kia một số tiền lớn, hơn nữa thành chủ uy nghiêm, cho nên trước đó đều không có gây ra quá lớn bướm đêm, nhưng lúc này đây Kevin lại chơi lớn. Hắn dĩ nhiên đem cùng bằng hữu đến thành đinh xem lạc hoa nở rộ tuy lít đại công tước lão tam cho đoạt. Chẳng những cướp, hắn còn đem ba ngàn vàng của công tước tuy líp cùng bằng hữu của nàng cùng nhau chà đạp sau đó đối mặt với lửa giận vô tận của đại công tước cha tử tước làm thành chủ của kevin căn bản bất lực chỉ có thể trơ mắt nhìn đứa con trai duy nhất của mình bị giáng chức làm nô lệ sau đó ở quảng trường trung tâm thành đinh trước mặt mọi người tiếp nhận roi tàn khốc càng bị treo sóng chết trọn vẹn ba ngày ba đêm cuối cùng hấp hối hắn bị đưa đến tỉnh tỉnh sơn lĩnh cho sói ăn núi yên tĩnh là đường phân cách biên giới giữa nhân loại và tinh linh tộc địa thế nơi này phức tạp giống như mê cung lập thể cho dù là người có cảm giác phương vị rất mạnh ở bên trong nửa ngày sau cũng sẽ hoàn toàn choáng váng cũng không phân biệt được đông nam tây bắc cho nên nơi này luôn luôn ít dấu chân người đặc biệt là sau khi mấy tên kevin đưa tới dần dần biến mất toàn bộ thế giới cũng chỉ còn lại yên tĩnh đáng sợ sở văn hơi giật giật ngón tay cứng ngắc đó là hắn trước mắt duy nhất có thể điều khiển cổ thân thể này địa phương Tuy rằng ánh mắt cái gì cũng thấy không rõ ràng lắm, nhưng trong lòng hắn lại hiểu được, hắn phải tại ăn thịt người giả lan đến trước khống chế thân thể, sau đó nghĩ biện pháp đào tẩu, bằng không chính mình hành trình dị giới cũng liền dừng ở đây. Vấn đề là, sở văn cũng không muốn chết, một chút cũng không muốn, bởi vì tại bị ti chấp đánh trúng thời điểm, hắn mới phát hiện sinh mệnh của mình bên trong ngoại trừ trò chơi bên ngoài, còn có thật nhiều thật nhiều chuyện đều không có làm mà ngay tại sở văn vô cùng phẫn nộ cùng mờ mịt thời điểm một cái có chút dí dỏm hơn nữa tương đối quen thuộc giọng nữ ở bên tai hắn vang lên hệ thống trùng kiến bên trong xin chờ một chút nha cái gì cái gì chờ đã giọng nói đó phát ra từ đâu hệ thống xây dựng lại thành công đinh hoan nghênh đi vào nguyên thần triệu hoán hệ thống thân ái lữ khách hiện tại xin nghiệm chứng tên của ngài nguyên thần nguyên thần triệu hoán hệ thống khó trách thanh âm này quen thuộc như vậy, rõ ràng chính là tên tham ăn phái mông kia. Chờ một chút, chẳng lẽ chính mình gần nhất trầm mê nguyên thần du hí cũng cùng mình cùng một chỗ xuyên việc tới đây. Nhưng cái này triệu hoán hệ thống lại là cái quỷ gì? Khách du lịch thân mến, bây giờ xin hãy xác nhận tên của bạn. Sở văn. Ta là sở văn. Tên nghiệm chứng thông qua. Bắt đầu ghi dữ liệu khách du lịch. Hệ thống sẽ quét cơ thể khách du lịch, vui lòng giữ yên trong 5 giây. Tôi muốn cử động, cử động được không? Hệ thống quét hình thành công, số liệu đã chuyển lưu cơ sở dữ liệu. Hoan nghênh đi vào nguyên thần triệu hoán hệ thống, lữ khách. Sở văn trong đầu đột nhiên nhiều ra một cái vô cùng quen thuộc giao diện, cũng không phải là hắn tại xuyên qua cả ngày trầm mê nguyên thần trong trò chơi đạt được nhân vật tân thủ cầu nguyện trì giao diện sao. Chỉ cần 8 cái gặp nhau chi duyên liền có thể rút 10 cái tân thủ phúc lợi trì chúc mừng lữ khách đạt được qua triệu hồi tân thủ duyên gặp gỡ mười chúc mừng lữ khách đạt được hẹn trước khen thưởng gặp nhau chi duyên mười nguyên thạch ba trăm chờ đợi chi dực một bây giờ khách du lịch có thể rút nhân vật và vũ khí không giới hạn trong hồ cầu nguyện chúc may mắn đinh chúc mừng lữ khách đạt được nhân vật bốn sao noel đinh chúc mừng lữ khách đạt được vũ khí tứ tinh chung kiếm Đinh chúc mừng lữ khách đạt được nhân vật tứ tinh. Linnet. Đinh chúc mừng lữ khách đạt được nhân vật tứ tinh. Sa đường. Đinh chúc mừng lữ khách đạt được nhân vật tứ tinh. Amber. Thanh Minh Đạp Thanh vui vẻ đọc sách. Bổ sung 100 tặng 500 phiếu viết Thời gian hoạt động: Ngày 4 tháng 4 đến ngày 6 tháng 4. Chương 2. Độc nhất vô nhị nguyên thần triệu hoán sư bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Nhìn xem, đây là vận khí gì? Phải biết rằng, tại nguyên thần game bên trong tân thủ kỳ nguyện trị căn bản chính là mễ cáp du cho tân nhân phúc lợi, cho nên ngoại trừ thủ rút ra tất ra tứ tinh nhân vật nữ bộc Noel ở ngoài, kỳ thật còn rất dễ dàng xuất hiện một ít không giới hạn năm sau nhân vật. Bởi vậy rất nhiều nguyên thần người chơi đều thích tại xây hào sau đó lập tức tới trước hai phát tân thủ trì 10 liên rút một khi rút không trúng năm sao nhân vật liền lập tức bỏ hào sau đó một lần nữa đăng ký chỉ bất quá sở văn luôn luôn mặt đen cho nên lúc này cũng không có quá mức rối rắm chính mình không rút trúng năm sao nhân vật sự tình ngược lại bởi vì liên tục ra bốn cái nhân vật bốn sao hắn lúc này nội tâm thậm chí còn có chút mừng thầm nhưng sở văn rất nhanh liền phản ứng lại bất kể là vừa rồi cầu nguyện trì hay là hôm nay bày ra đội ngũ phối trí giao diện đây hết thảy dĩ nhiên tất cả đều trực tiếp xuất hiện ở trong đầu của hắn cho nên cái này cái gọi là nguyên thần triệu hoán hệ thống kỳ thật chính là hắn xuyên qua mang theo ngón tay vàng bởi vì hoàn toàn có thể dùng ý thức thao tác cho nên mặc dù sở văn thân thể mới lúc này căn bản không cách nào nhúc nhích nhưng hắn vẫn là rất nhanh liền thiết lập tốt đội ngũ phối trí sau đó không có gì bất ngờ xảy ra ngay tại hắn bảo tồn đội ngũ phối trí về sau phái mông thanh âm cũng là lần nữa vang lên Đinh chúc mừng lữ khách đã thành công chuyển chức làm nguyên thần triệu hoán sư. Trước mắt ngài triệu hoán sư đẳng cấp là LV1, thân là triệu hoán sư. Ngài tùy thời có thể mặc niệm bất đồng nhân vật danh tự đến triệu hoán ngài cần nhân vật. Nhưng xin chú ý, lấy ngài hiện tại triệu hoán sư đẳng cấp, mỗi ngày đối với mỗi nhân vật thời gian triệu hoán hạn mức cao nhất chỉ có 60 phút, thỉnh lợi dụng thích đáng. Mặt khác, nhân vật mà người lữ hành triệu hồi ra, khi sử dụng chiến kỹ nguyên tố hoặc là nguyên tố bộc phát đều sẽ sinh ra nguyên lực nhất định, hơn nữa khi người lữ hành sử dụng nhân vật triệu hồi ra đánh chết bất cứ sinh mệnh nào, sẽ đem hết thảy của đối phương hoàn toàn chuyển hóa thành nguyên lực. Nguyên lực có thể dùng để tăng cấp bậc triệu hồi của người lữ hành, cũng có thể dùng để tăng cấp bậc hoặc thiên phú của nhân vật triệu hồi, còn có thể mua các loại đạo cụ trân quý trong nguyên thần thương thành. Cuối cùng, mỗi khi cấp triệu hồi của lữ khách tăng lên 5 cấp, sẽ có thêm một điểm thiên phú có thể dùng để nâng cấp thiên phú của lữ khách hoặc kích hoạt mệnh tọa khách du lịch chu quen nghề nghiệp triệu hoáng sư cấp độ lv một không hai trăm sức khỏe tám mươi ba trăm mười hai tấn công hai trăm mười phòng thủ hai trăm sáu tinh thông nguyên tố không tỷ lệ bạo kích năm phần trăm sát thương năm mươi phần trăm điều trị không phần trăm điều trị không phần trăm năng lượng nguyên tố một phần trăm giảm làm mát không phần trăm sức mạnh lá chắn không phần trăm thiên phú vốn có nguyên thần triệu hoáng du khách có thể triệu hồi bất cứ nhân vật nào trong thế giới nguyên thần cũng đem toàn bộ thuộc tính và năng lực của nhân vật này hoàn toàn giao cho du khách nhưng mỗi nhân vật chỉ có thể triệu hồi tối đa 60 phút mỗi ngày thiên phú cố hữu hai nguyên thần ban ân lữ khách có thể trang bị và sử dụng bất cứ vũ khí và thánh di vật nào của nguyên thần thế giới cũng đồng thời có được bốn bộ vũ khí và hệ thống phối hợp thánh di vật khác nhau tương ứng với bốn vị trí trong phối trí đội ngũ mỗi bộ vũ khí và thánh tích chỉ hoạt động trên các nhân vật ở vị trí tương ứng nhưng du khách có thể nhận được đầy đủ các thuộc tính của bốn bộ vũ khí và thánh tích cùng một lúc triệu hồi thiên phú thần lực ân trạch sau khi phóng thích trong nháy mắt khôi phục toàn bộ HP bị mất của tất cả nhân vật triệu hồi, thời gian làm mát 120 phút. Triệu hồi thiên phú 2 Thần lực chúc phúc, sau khi phóng thích trong vòng 30 phút gia tăng tất cả các nhân vật triệu hồi 10% lực công kích, 10% lực phòng ngự, 10% sức khỏe tối đa, 10% tốc độ công kích, 10% tốc độ di chuyển, 10% tỷ lệ bạo kích, 10% sát thương bạo kích, 10% giảm nhiệt. 10% nguyên tố nạp năng lượng, 10% trị liệu cộng thêm, 10% hộ thuẫn cường hiệu. Thuộc tính này Nói thật, ở lần đầu tiên nhìn thấy bản thuộc tính của mình, sở văn phản ứng đầu tiên dĩ nhiên là Cũng không tệ lắm Bởi vì ngoại trừ giá trị sinh mệnh bởi vì bị thương mà gần như mất sạch, lực công kích cùng lực phòng ngự tự hồ đều còn nói quá khứ, dù sao ở trong nguyên thần trò chơi, lúc ban đầu cấp 1 có thể có hơn 200 lực công kích quả thực chính là nghịch thiên. Nếu như sở văn nhớ không lầm, đại bộ phận nhân vật năm sau lúc ban đầu cũng chỉ có hơn 20 điểm lực công kích mà thôi. Bất quá cái này cũng phải xem so sánh như thế nào. Sở văn hiện tại thân thể mới vốn tên là Kevin Liosi, năm nay 18 tuổi hắn là một cái hai giai thực lực chiến sĩ, sơ cấp loại kia. Nhưng mọi người phải biết rằng, đấu khí và ma pháp trên đại lục thánh phù ngải nhĩ mới là chủ lưu của thế giới này, cộng thêm có nữ thần tộc che chở và chỉ điểm, thiên phú tu luyện của nhân loại ở đây cao hơn rất nhiều so với nhân loại địa cầu. Hơn nữa một ít mới sinh ra đã đạt được nữ thần ưu ái người may mắn, tại tu luyện trên đường hoàn toàn thuận buồm xuôi gió, quả thực liền giống như khai quả gian lận bình thường, 18 tuổi liền có được lục giai thực lực cũng không phải không có khả năng, ít nhất trên đại lục ghi chép tại án liền đã từng có vài cái như vậy yêu nghiệt. Đại bộ phận người đương nhiên làm không được điểm ấy, bất quá bình thường tu luyện nhân loại tại 18 tuổi thời điểm có được tứ giai thực lực vẫn là dư giả, thiên phú hơi chút tốt một chút đều có thể đạt tới ngũ giai. Cho nên lúc trước Kevin căn bản chính là cái cặn bã, đều 18 tuổi mới hai giai thực lực, mà người ta chừng 10 tuổi hài tử cố gắng một chút đều muốn mạnh hơn hắn. Nhưng Kevin cũng không phải là bởi vì thiên phú không được, tốt xấu cha hắn cũng có bát giai thực lực hơn nữa đây còn là đảm nhiệm thành chủ hoang phế tu luyện dưới tình huống. Bất quá về điểm này, kỳ thật rõ ràng nhất chứng minh chính là, Kevin ba cái tỷ tỷ cũng là một cái so với một cái lợi hại, lão đại Catherine hiện tại 27 tuổi, cũng đã đạt tới thất giai thực lực, trước 35 tuổi thăng cấp bát giai phỏng chừng vấn đề không lớn, mà nhị tỷ cùng tam tỷ cũng kém không nhiều lắm, không có đạo lý Kevin nơi này liền kéo khố đúng hay không. Rõ ràng hắn cũng là thân sinh thuận tiện nơi này phổ cập một chút về tiêu chuẩn thực lực trên đại lục SCT, phù nhĩ nhĩ, kỳ thật rất đơn giản, chính là đơn thuần lấy lực công kích để cân nhắc. Lực công kích của người bình thường đại khái ở khoảng 1. Một. 100, một thực lực cấp 1, chính là lực công kích đột phá 100, ở giữa 100. 200, trăm. Trăm, cấp 2 là ở giữa 200. 500, trăm. Trăm, cấp 3 là 500. 1.000, cấp 4 là 1.000. 2.000. Nghìn cấp năm là hai nghìn năm nghìn cấp sáu là năm nghìn mười nghìn cấp bảy là mười nghìn hai mươi nghìn cấp tám là hai mươi nghìn năm nghìn cấp 9 là năm mươi nghìn một trăm nghìn cấp mười 10 là một trăm nghìn năm trăm nghìn cấp mười một là năm trăm nghìn một trăm nghìn cấp mười hai đương nhiên là trên trăm vạn kevin thực lực là hai giai suốt đầu cho nên hiện tại biểu hiện ở Sở Văn trên mặt bản lực công kích cũng chính là 218, không nhiều lắm. Sau khi nghĩ thông suốt tất cả, Sở Văn cũng không nhịn được thở dài một trận. Kevin tên khốn kiếp này, vì sao không thể cố gắng một chút? Tốt xấu gì sau khi thực lực cao, tán gái cũng có thể tìm người mạnh hơn không phải sao? A, à, những lời này xin mọi người bỏ qua. Nhưng bên này Sở Văn còn đang không ngừng phun tào trong đầu lại là đột nhiên lần nữa vang lên hệ thống thanh âm. Mời lữ khách chú ý, khoảng cách ngày 2.000m có ba con sói hoang đang nhanh chóng tới gần, xin lập tức triệu hoán nhân vật chuẩn bị nghênh địch. Thanh Minh đạp thanh vui vẻ đọc sách. Bổ sung 100 tặng 500 phiếu viết. Thời gian hoạt động. Ngày 4 tháng 4 đến ngày 6 tháng 4. Chương 3 Nữ bột Noel kỳ thực cũng rất hung. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Cái gì? Sói hoang. Sở văn đang nghiên cứu thuộc tính và thiên phú của mình cũng vô thức trung rẩy. Đúng rồi, hiện tại chính mình cũng không phải là trước kia cái kia ngồi ở máy tính trước mặt chơi game nhị thế tổ, mà là một cái nghiêm trọng bị thương đang chờ chết nô lệ, bị người ném ở trong khe núi cho sói ăn quỷ xui xẻo. Nhưng hắn không muốn chết. Thật sự không muốn chết. Tuy rằng thân thể không có biện pháp động, nhưng sở văn ý thức giờ khắc này lại vô cùng tỉnh táo, lúc này cái này đột nhiên toát ra nguyên thần triệu hoán hệ thống là vật gì đã không trọng yếu trọng yếu là nó có thể hay không bảo hộ chính mình thoát khỏi hiểm cảnh triệu hồi cô hầu noel ta nhất định sẽ bảo vệ ngươi nương theo ngọt ngào người hầu gái thanh âm sở văn vẫn mơ hồ căn bản không thấy rõ chung quanh ánh mắt đột nhiên một mảnh thanh minh trên thân thể vẫn chế tạo phiền toái đau xót cũng trong nháy mắt trời đi thậm chí hắn có thể rõ ràng cảm giác được lực lượng đang trở về thân thể, hơn nữa trong tay của hắn còn đột nhiên nhiều hơn một cái nặng trịch đồ vật. Chung kiếm Đây là một thanh theo Noel đồng thời từ tân thủ trong ao cầu nguyện rút ra bốn sao vũ khí, cũng là trước mắt sở văn có được tốt nhất vũ khí, bởi vì là hai tay kiếm, cho nên sở văn là không chút do dự đem nó cho nữ bộc Noel vũ khí vị. Chung kiếm, hai tay kiếm, bốn sao, LV1, lực công kích cơ bản 42, người trang bị HP 9, tinh luyện không, kèm theo kỹ năng. Phản nghịch thủ hộ giả, khi bị thương tổn, sinh ra một cái lượng hấp thu thương tổn tương đương với lượng máu tối đa 20% hộ thuẫn, hộ thuẫn liên tục 12 giây hoặc thẳng đến khi hộ thuẫn mất hiệu lực, cứ 45 giây chỉ có thể kích hoạt một lần, nhân vật bị vây dưới hộ thuẫn che chở, tạo thành tất cả thương tổn tăng lên 12%. Mở to mắt trừng mắt nhìn bầu trời xanh thẳm, thẳng đến ước chừng vài giây sau, Sở Văn mới tiếp nhận chính mình biến thành Noel sự thật, nguyên lai cái gọi là nguyên thần triệu hoán sư kỳ thật cũng không phải đem nguyên thần trong trò chơi những kia nắm giữ thần chi nhãn các nhân vật triệu hoán ra, mà là trực tiếp triệu hoán ra năng lực của bọn họ. Đứng lên, ba đầu giả lan đã xuất hiện ở Sở Văn trong tầm mắt, chúng nó đang đứng ở phía nam sườn núi trên dùng hung ác ánh mắt đánh giá hắn, bất quá có lẽ là bởi vì Sở Văn đột nhiên động tác hoặc có lẽ là bởi vì sở văn trong tay đại kiếm thoạt nhìn có chút phân lượng, cho nên lúc này chúng nó cũng không có vội vã nhào xuống phát động công kích, mà là lẫn nhau phát ra một tiếng trầm thấp gào thét, phản phất đang thương nghị muốn như thế nào đối phó cái đồ ăn này. Nhưng lúc này sở văn cũng đã không còn là đồ ăn, bởi vì trên thân thể hắn những cái kia bị roi hình chế tạo ra đáng sợ vết thương đã không cách nào hạn chế hắn đối với thân thể khống chế. Bởi Noel lời bài hát Ung chát phơ lao tên thật Nai Gai Op The dây Phi Mắt của các vị thần. Rốt lời bài hát. Hớt sờ xích loại vũ khí. Hai thanh kiếm cấp độ. LV1, 0, 200, sức khỏe. 1104, 1104 tấn công. 58 phòng thủ. 67 tinh thông nguyên tố. Không tỷ lệ bạo kích. 5% sát thương. 50% điều trị. 0% phần trăm điều trị, không phần trăm năng lượng nguyên tố, một trăm phần trăm giảm làm mát, không phần trăm sức mạnh của khiên, ba phần trăm thiên phú vốn có, thái độ của hậu gái đạt được ba phần trăm khiên mạnh, hơn nữa khi nấu thức ăn phòng ngự có 12% hai phần trăm xác suất đạt được gấp đôi sản lượng, thiên phú cố hữu hai, toàn tâm toàn ý khi noel ở trong đội ngũ. Nếu nhân vật của mình có HT thấp hơn 30%, sẽ lập tức nhận được một lá trắng. Lá trắng này có thể hấp thu 400% thương tổn tương đương với lực phòng ngự của Noel. Khiên kéo dài tối đa 20 giây và chỉ có thể được kích hoạt một lần trong 60 giây. Vốn có thiên phú 3. Sạch sẽ lưu loát, Noel bình thường công kích hoặc trọng kích mỗi trúng 4 lần, đều sẽ giảm bớt hộ tâm khải một giây làm lạnh. Thiên phú chiến đấu Kiếm thuật gió Tây hầu gái, công kích bình thường. Tiến hành nhiều nhất bốn đoạn liên tục vung chém. Trọng kích. Liên tục tiêu hao thể lực xoay đại kiếm, công kích địch nhân xung quanh, khi xoay tròn kết thúc, sẽ tiến hành một lần chém cực kỳ mạnh mẽ, xoay tròn kéo dài tối đa 5 giây. Thiên phú chiến đấu 2. Áo giáp hộ tâm, chiến kỹ nguyên tố, gọi ra áo giáp đá hộ thể, tạo thành thương tổn nguyên tố đá đối với kẻ địch xung quanh, cũng sáng tạo lá trắng, hấp thu thương tổn cho Noel. Trong thời gian lá chắn tồn tại, công kích bình thường của Noel và khi đánh trúng kẻ địch đều có tỷ lệ hồi phục sức khỏe cho tất cả nhân vật trong đội. Lượng trị liệu và lượng hấp thụ khiên dựa trên khả năng phòng thủ của Noel. Bộ giáp đá có thể kéo dài 12 giây và có hiệu ứng hấp thụ 150% đối với tất cả sát thương nguyên tố và vật lý. Chiến đấu tá lần 3 tổng vệ sinh, nguyên tố bùng nổ, ngưng tụ sức mạnh của tảng đá trên vũ khí tấn công kẻ thù xung quanh và tiến hành một lần quét phạm vi lớn, tạo thành sát thương nguyên tố đá, đồng thời trong một đoạn thời gian tiếp theo, nâng cao rất lớn năng lực công kích của Noel, chuyển sát thương phổ thông và trọng kích của cô thành nguyên tố đá, đồng thời gây hiệu ứng tinh hóa đối với kẻ địch trúng mục tiêu. Tổng vệ sinh có thể kéo dài 15 giây, trong thời gian kỹ năng duy trì liên tục, phạm vi công kích của Noel sẽ tăng lên trên diện rộng, đồng thời căn cứ vào lực phòng ngự của Noel mà tăng lên lực công kích trên diện rộng. Được rồi, Noel lại trực tiếp mở ra 6 thiên phú ở cấp 1. Ba cái thiên phú chiến đấu coi như xong, như thế nào thiên phú cố hữu cũng toàn bộ đều là trạng thái kích hoạt. Bởi vì quen thuộc trò chơi sở văn rất rõ ràng, tại nguyên thần bên trong nhân vật cũng không phải ngay từ đầu liền có được toàn bộ cố hữu thiên phú, mà là cần đầy đủ đẳng cấp mới có thể dần dần mở khóa, bởi vậy những này cố hữu thiên phú thường thường có rất cường đại bị động đặc tính. Liền ví dụ như Noel chỉ cần nàng ở trong đội ngũ như vậy mặc kệ trong đội ngũ ai một khi giá trị sinh mệnh rơi xuống dưới ba phần trăm như vậy lập tức có thể thu được Noel trợ giúp lá trắng hơn nữa cái này lá trắng phi thường dậy có thể hấp thu bốn trăm phần trăm Noel lực phòng ngự thương tổn cái gì các ngươi nói Noel phòng ngự chỉ có 67 bốn trăm phần trăm cũng chỉ có 268 làm ơn đi đây chỉ là số liệu khỏa thân cấp 1 mà thôi trên thực tế khi Noel lên tới 90 mãn cấp thời điểm, trụ cột lực phòng ngự liền cao tới 800, lại tính cả nàng đột phá đặc tính là 30% phòng ngự. Lúc này Noel mặc dù không mặc bất kỳ vũ khí cùng thánh di vật, lực phòng ngự cũng có 1040. Nếu như đeo phó từ điều là phòng ngự thuộc tính vũ khí bạch ảnh kiếm, sau đó thánh di vật cũng toàn bộ đóng phòng ngự thuộc tính, Noel phòng ngự có thể dễ dàng đến 2.500 trở lên tăng phúc 400% là có thể hấp thu 10.000 thương tổn. Nhưng Noel Thiên Phú một còn có 30% hộ thuẫn cường hiệu, cũng chính là 13.000. Cái này còn chưa xong, bởi vì Noel hộ thuẫn là có thể đối với tất cả nguyên tố thương tổn cùng vật lý thương tổn có 150% hấp thu hiệu quả, nói cách khác, cái khiên này cuối cùng có thể hấp thu 19.500 thương tổn. Đây quả thực là nghịch đại thiên hơn nữa hiện tại noel cũng không phải là một nhân vật đơn độc một khi nàng bị sở văn triệu hoán ra như vậy thuộc tính của nàng còn có năng lực thiên phú đều sẽ hoàn toàn chồng lên người sở văn nói cách khác nếu như trong chiến đấu sở văn kích hoạt thiên phú này của noel như vậy nó tính toán cũng không chỉ là phòng ngự của noel mà thôi nhất định phải thêm vào sở văn nhưng bởi vì sở văn đồng thời có được bốn bộ vũ khí cùng thánh di vật phối hợp hệ thống thuộc tính gia trị cho nên thanh minh đạp thanh vui vẻ đọc sách bổ sung 100 tặng 500 phiếu VIP. Thời gian hoạt động. Ngày 4 tháng 4 đến ngày 6 tháng 4. Chương 4. Tốt nhất cộng tác đương nhiên là phái che. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Mặc dù còn không rõ lắm tất cả những chuyện này rốt cuộc xảy ra chuyện gì, nhưng trước mắt mà nói đây đối với sở văn hiển nhiên là chuyện tốt, ít nhất sở văn có thể đạt được đầy đủ cảm giác an toàn, cũng không còn là thịt cá nạm mặt cho người ta sâu xé như trước cho nên sau khi cảm giác thân thể dần dần quen thuộc cùng thích ứng loại lực lượng thông qua triệu hoán mà đạt được này, sở văn cũng rất là khí phách khiên lên thanh chung kiếm kia, sau đó hướng về phía ba con sói hoang trên núi ngoắt. Ngoắt ngón tay, đến đây đi. Các ngươi không phải muốn ăn ta sao? Vậy để ta thử xem bản lĩnh của các ngươi, cũng thử xem ngón tay vàng của nguyên thần triệu hoán sư ta rốt cuộc như thế nào. Nhìn sói hoang từ trên sườn núi nhanh chóng bổ nhào xuống, sở văn mặt không đổi sắc hướng về phía nắm đấm của mình hà khẩu, sau đó khi ba con sói hoang từ ba góc độ khác nhau cùng nhau bay vọt lên đập vào mặt, hắn cũng đồng thời huy động cự kiếm trong tay. Nguyên tố chiến kỹ Hộ tâm khải Gia phi xuất, ác người giúp việc nặng nề Có bảo vệ tâm khải nham thuẫn, hơn nữa chung kiếm kỹ năng bản thân hộ thuẫn, này ba con sói hoang căn bản phá không ra sở văn phòng ngự cũng không có biện pháp đối với hắn tạo thành bất kỳ thương tổn, dù sao tới chỉ là bình thường sói hoang mà thôi, ngược lại mang theo sở văn xoay tròn lên chung kiếm, chẳng những nhanh chóng xoắn nát đám sói hoang móng vuốt cùng hàm răng sắc bén, hơn nữa ngay sau đó chính là thân thể của bọn chúng. Phải biết rằng, tuy rằng sở văn lúc này trong tay chỉ cầm chung kiếm, nhưng trên thực tế hắn lại trang bị bốn thanh vũ khí. Ngoại trừ tứ tinh chung kiếm ở ngoài, còn có lúc trước tân thủ cầu nguyện thời điểm đạt được tam tinh vũ khí phi thiên ngự kiếm, độc thủ kiếm, tam tinh, LV1, lực công kích cơ bản 38, hiệu suất bổ sung nguyên tố 11, 3, tinh luyện không, kèm theo kỹ năng. Quyết tâm, phóng thích nguyên tố bạo phát về sau, đề cao 12% lực công kích cùng với tốc độ di động, liên tục 15 giây. Phản khúc cung, cung, tam tinh, LV1, lực công kích cơ bản 38, HP 12, tinh luyện không, kèm theo kỹ năng. Thu hoạch, đánh chết địch nhân, khôi phục 8% HP của bản thân. Thảo Long Anh Kiệt Đàm, Pháp Khí, Tam Tinh, LV1, lực công kích cơ bản 39, giá trị sinh mệnh 7, 7, tinh luyện không, kèm theo kỹ năng. Truyền thừa, chủ động hoán đổi nhân vật, lực công kích nhân vật mới xuất hiện tăng lên 24%, liên tục 10 giây, hiệu quả này mỗi 20 giây chỉ kích phát một lần. Đinh chúc mừng lữ khách thành công đánh chết giả lan, đạt được 10 điểm nguyên lực. Đinh chúc mừng lữ khách thành công đánh chết giả lan, đạt được 11 điểm nguyên lực. Đinh chúc mừng lữ khách thành công đánh chết giả lan, đạt được 10 điểm nguyên lực. Nương theo thanh âm của phái mông, thi thể giả lan vốn bị chung kiếm quấy nát cũng nhanh chóng hóa thành điểm sáng mông lung, sau đó nhanh chóng bay về phía sở văn hơn nữa chui vào trong thân thể của hắn, một màn này quả thực có chút quỷ dị. Bất quá sở văn cũng không có để ý, chống đại kiếm thở hỗn hỉnh về sau hắn nhanh chóng ở trong đầu mở ra nguyên thần triệu hoán hệ thống, nhất thời vẻ mặt chờ đợi biến thành miệng đầy cay đắng. Ba con sói hoang vì hắn cống hiến hơn 30 điểm nguyên lực, thoạt nhìn tựa hồ không ít. Nhưng sở văn rất nhanh liền phát hiện, cấp bậc triệu hoán sư từ LV1 lên LV2 lại cần 200 lực. Về phần có thể đổi nguyên thần đạo cụ bên trong thương thành, dù là rẻ nhất một tinh thánh di vật đều cần 100 điểm nguyên lực. Cái này có chút lừa gạt. Hơn nửa năm sau thánh di vật, mỗi một cái yết giá đều là 20.000 nguyên lực, mấu chốt nhất buôn bán thánh di vật còn nhìn không tới thuộc tính, chỉ có thể mua về sau mới có thể nhìn, nói cách khác, cái này tương đương với mở hộp mù, vận khí tốt ngươi một hai lần liền có thể đụng tới cực phẩm thuộc tính thánh di vật, nhưng vận khí không tốt ngươi mua mấy chục trên trăm lần đều là hố. Nhưng thương thành bên trong đắt nhất cũng không phải thánh di vật, cũng không phải cái khác một ít như là vũ khí, vật liệu, đồ ăn các loại đạo cụ, mà là gặp nhau chi duyên cùng dây dưa chi duyên. Bình thường ở nguyên thần game bên trong tầm thường Lam Cầu gặp nhau chi duyên, ở trung tâm thương mại vậy mà cần 50.000 một cái. Về phần phấn cầu dây dưa chi duyên, càng là trên diện rộng tăng giá tới 100.000. Đây đã không còn là vấn đề hố nữa. Ít nhất lại nhìn thoáng qua chính mình ba lô bên trong còn dư lại bốn cái gặp nhau chi duyên, sở văn lúc này thậm chí có loại chính mình là cái phú hào áo giác. Được rồi, Nguyên lực cái gì có thể chờ về sau chậm rãi đi kiếm, dù sao hiện tại Sở Văn mục tiêu hàng đầu là ở cái này gặp quỷ dị thế giới sống sót. Cho nên sau khi rời khỏi khu thương mại, Sở Văn lập tức liền giải trừ triệu hoán, dù sao một anh hùng một ngày chỉ có 60 phút triệu hoán hạng mức cao nhất, mà Noel cái này thiên về phòng ngự anh hùng không hề nghi ngờ là Sở Văn trước mắt dùng để bảo vệ tính mạng quan trọng nhất thủ đoạn. Nhưng cứ việc Sở Văn sớm có chuẩn bị nhưng khi noel lực lượng chợt biến mất sau cái loại này thình lình xuất hiện suy yếu cảm giác vẫn như cũ để cho hắn ngắn ngủi choáng váng chừng một giây cũng may bởi vì noel hộ tâm khải đặc tính trong lúc hộ thuẫn tồn tại noel bình thường công kích cùng trọng kích trúng địch nhân khi đều có tỷ lệ vì trong đội ngũ tất cả nhân vật hồi phục sinh mệnh giá trị cho nên vừa rồi cùng ba con sói hoang chiến đấu thời điểm sở văn cũng là nhân cơ hội khôi phục một ít sinh mệnh giá trị hơn nữa phản khúc cung đặc tính đánh chết ba con sói hoang sau đó, Sở Văn cũng là lần nữa khôi phục 24% sinh mệnh, tuy rằng lúc này còn không có thể hoàn toàn khôi phục, nhưng đã kém không nhiều lắm, ít nhất lúc này hắn đã có thể đứng dậy hơn nửa hoạt động tự nhiên. Cho nên Sở Văn sau đó là một bên đánh giá địa hình bên người tìm kiếm đường ra, một bên ý đồ cùng giấu ở trong thân thể mình ngón tay vàng hệ thống tiến hành câu thông, "Này, Patrick, cậu còn ở đó không?" "Vâng, khách du lịch À, sao anh biết tên tôi? Ta đương nhiên biết, chúng ta không phải là tốt nhất hợp tác sao? Hi hi, ngươi đã biết ta, vậy thì tốt rồi, lữ khách, ta về sau có thể không cần giả bộ như lúc trước nói chuyện như vậy à? Đương nhiên có thể. Sở văn cũng không nhịn được nở nụ cười. Dù sao đây cũng là thói quen của em. Đúng rồi, Paimon, em có thể biết tất cả những chuyện này rốt cuộc là như thế nào không? tại sao bây giờ tôi có thể sử dụng năng lực của nhân vật bên trong nguyên thần? Ta cũng không biết, bởi vì ta cũng vừa mới tỉnh lại. Cùng phái mông đơn giản câu thông một chút, sau đó sở văn phát hiện mình vẫn không thu hoạch được gì. Phái mông tuy rằng vẫn là phái mông, nhưng nó lại cái gì cũng không nhớ rõ, thậm chí ngay cả nguyên thần trò chơi nội dung, nàng cũng đã sớm quên không còn một mảnh. Nhẹ nhàng thở dài, sau đó sở văn ngồi sổng xuống thân thể, bởi vì trên mặt đất vẫn như cũ lưu lại trước đó đưa hắn tới mấy tên gia hỏa dấu chân, đi theo những dấu chân này đi, hẳn là rất nhanh liền có thể rời đi cái này nguy hiểm núi non yên tĩnh, nhưng vấn đề là, hắn sở văn bây giờ thân phận là một cái nô lệ, hơn nữa là bị tuy lít đại công tước ban chết, nô lệ, nếu như theo đường cũ trở về phong bạo đế quốc, kết cục sẽ như thế nào? Sở văn cho tới bây giờ cũng không thích đem vận mệnh của mình giao cho người khác làm quyết định, cho nên hắn cũng chưa bao giờ nghĩ tới có nên trở về đánh cược một phen hay không. Chần chờ vài giây sau hắn ngược lại dứt khoát kiên quyết xoay người hướng về phía núi yên tĩnh nội bộ đi vào. Thanh Minh đạp thanh vui vẻ đọc sách. Bổ sung 100 tặng 500 phiếu viết. Thời gian hoạt động. Ngày 4 tháng 4 đến ngày 6 tháng 4. Chương 5. Đường các ngọc độ hiểu tự nhiên hiểu. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Từ sau khi xuất ngủ, sở văn đã bao lâu không có giấy lên ý chí chiến đấu nói thật là chính hắn cũng không biết bởi vì trong nhà có chút tiền nhỏ còn có chút quyền nhỏ dù là làm cái ăn hỗn chờ chết nhị thế tổ hắn đời này cũng tuyệt đối ăn mặc không lo cho nên còn cố gắng như vậy làm cái gì mà đây đại khái cũng là nguyên nhân ông trời thưởng cho hắn một phát chuyển phát nhanh nhưng nếu hiện tại sở văn cũng đã trở thành xuyên qua đại quân một thành viên vậy không lăn lộn ra chút trò thì làm sao xứng đáng đã từng hào khí vạn trường chính mình làm sao xứng đáng theo chính mình cùng nhau xuyên qua phái mông cùng nguyên thần chỉ là sở văn còn chưa đi được bao xa phái mông thanh âm liền lần nữa xuất hiện thỉnh triệu hoán sư chú ý ngài tay trái phía sau phương hướng hai ngàn mét khoảng cách có một đầu ma lan đang cấp tốc tới gần thỉnh lập tức triệu hoán nhân vật chuẩn bị nghênh địch ma lan triệu hồi kẹo giả kim hy vọng có thể giúp đỡ. Nương theo thanh âm thẹn thùng độc hữu của đường cát, một giây sau sở văn cũng cảm giác được trong thân thể của mình đột nhiên nhiều ra một loại năng lượng phong hệ vô cùng huyền ảo, hơn nữa chúng nó thuận theo như thế, giống như cùng thân thể của mình nối liền thành một mảnh, hơn nữa theo giơ tay nhất chân của hắn, những năng lượng phong hệ này cũng dễ dàng thấu thể mà ra, ở trên không trung lưu lại một mảnh gần sóng màu xanh. Đường các lời bài hát Hamlet suýt tên thật Nai Gai Op The phi Mắt Của Chúa. Gió lời bài hát. Phơ xích loại vũ khí. Pháp khí cấp độ. LV1, 0, 200, sức khỏe. 883, 883 tấn công. 53 phòng thủ. 59 tinh thông nguyên tố. 100 tỷ lệ bạo kích. 5% sát thương. 50% điều trị. 0% điều trị. 0% năng lượng nguyên tố. 100% giảm làm mát. 0% sức mạnh lá chắn. 0% vốn có thiên phú. Không ổn định phát hiện, nguyên tố tinh thông tăng lên 100, hơn nữa khi nấu nướng phòng ngự loại thực phẩm, có 12% xác suất đạt được gấp đôi sản lượng. Thiên phú cố hữu 2. Thuật thay thế xúc môi, khi đường các kích hoạt phản ứng khuếch tán, khiến cho tất cả nguyên tố nhân vật trong đội ngũ tinh thông tăng lên 50, liên tục 8 giây. Thiên phú cố hữu Tuệ phong nho nhỏ, phong linh làm thành lục tam linh hoặc cấm phong linh làm thành nhiễm ngũ đồng cấu nhị hình khi đánh trúng địch nhân, căn cứ vào 20% tinh thông nguyên tố đường cát, cung cấp tinh thông nguyên tố cho tất cả nhân vật trong đội ngũ, liên tục 8 giây. Thiên phú chiến đấu Đơn giản phong linh tác thành, bình thường công kích Bình thường công kích tiến hành nhiều nhất bốn đoạn phong linh công kích, tạo thành phong nguyên tố thương tổn. Trọng kích. Tiêu hao thể lực nhất định, sau khi ngâm sướng ngắn ngủi, tạo thành thương tổn phạm vi phong nguyên tố. Thiên phú chiến đấu 2. Phong linh tác thành lục tam linh, nguyên tố chiến kỹ, triệu hoán ra phong linh loại nhỏ, tạo thành thương tổn phong nguyên tố đối với địch nhân trong phạm vi, hơn nữa còn dẫn dắt tới vị trí của phong linh và đánh bay. Thiên phú chiến đấu 3 cấm phong linh làm thành nhiễm ngũ đồng cấu nhị hình, nguyên tố bộc phát, đường cát ném ra bình thủy không ổn định, sinh ra phong linh cỡ lớn. Trong thời gian tồn tại, phong linh cỡ lớn sẽ liên tục kéo và đánh bay địch nhân gần đó, tạo thành thương tổn phạm vi nguyên tố gió. Nguyên tố chuyển hóa Nếu phong linh tiếp xúc với thủy nguyên tố, hỏa nguyên tố, băng nguyên tố, lôi nguyên tố trong thời gian kỹ năng duy trì, thì sẽ đạt được thuộc tính nguyên tố tương ứng, tạo thêm sát thương cho nguyên tố này lần này nhanh chóng xuất hiện ở sở văn trước mắt Ma Lan, quả nhiên cùng lúc trước đụng phải ba con sói hoang không giống nhau lắm, bởi vì thể trạng của nó muốn càng thêm cường tráng một ít, cũng bởi vì trên người nó đồng dạng bắt đầu khởi động gió năng lượng khí tức, cho nên từ xuất hiện ở sở văn tầm nhìn đến nhào tới trước mặt hắn, Ma Lan thậm chí chỉ dùng không đến 5 giây đồng hồ thời, nhưng nó biểu diễn cũng liền dừng ở đây, bởi vì ngay khi sở văn giơ tay lên đồng thời, một cái mang theo to lớn cánh bướm phong linh liền tiện tay bay ra, sau đó cực lớn phong trường liền trong nháy mắt bao phủ toàn bộ thân thể của Ma Lan, chẳng những đem nó mạnh mẽ dẫn dắt hướng gió phương hướng, hơn nữa còn trực tiếp đem nó cuốn lên đồng thời ném tới không khí. Chiến kỹ nguyên tố của sa đường, phong linh tác thành lục tam linh. Mặc dù cái này loại nhỏ phong linh đánh bay giam cầm chỉ có một giây tả hữu thời gian, nhưng một giây này lại đầy đủ sở văn làm quá nhiều chuyện, dù sao hắn xuyên qua trước đó đã từng là một tên phi thường ưu tú đặc công, nhất là trong tay hắn còn có một thanh to lớn chung kiếm, cho nên nương theo bụng bị vạch ra thanh âm, đầu ma lan này lưu lại trên thế giới này cuối cùng ký ức chính là. Đinh chúc mừng lữ khách thành công đánh chết ma lan, đạt được 100 điểm nguyên lực. Con ma lan có thực lực nhất giai này lại có thể chống lại 10 con giả lan bình thường lúc trước. Giải trừ đối đường các triệu hoán về sau, sở văn nhìn chung quanh trống rỗng gò núi trầm mặc nửa giây phái mông sói không phải là quần thể hành động sao xung quanh ta còn có ma lan khác xuất hiện hay không phạm vi quét hình hiện tại của ta chỉ có thể bao trùm chung quanh ngươi chừng 2.000 mét mà trong phạm vi này cũng không có ma lan khác tồn tại khách du lịch tôi đề nghị anh chạy nhanh lên thật nhiều thật nhiều ma lan xuất hiện phái mông vừa dứt lời Sở Văn trong đầu liền nhanh chóng xuất hiện rất nhiều bầy sói hướng về bên này nhanh chóng vọt tới hình ảnh số lượng nhiều quả thực dọa người ít nhất hơn một trăm con tôi biết mà Sở Văn lúc này không nói hai lời có cản bỏ chạy sói loại sinh vật này quả nhiên liền không có lạc đàn thời điểm mặc dù Ma Lan đàn tốc độ rất nhanh nhưng cũng may Sở Văn có thể chưa biết tiên tri đây đương nhiên là bởi vì phái mông có thể cung cấp chung quanh trong phạm vi hai ngàn mét tầm nhìn cho hắn lại phối hợp yên tĩnh sơn lĩnh địa hình phức tạp cùng với Sở Văn còn không có thế nào hoang phế đặt công thân thủ, chỉ cần lựa chọn tính lợi dụng một ít bầy sói không cách nào vượt qua chướng ngại, cuối cùng rốt cục thành công bỏ qua chúng nó. Nhưng vấn đề là, cứ như vậy hắn cũng lạc đường. Mà chuyện không xong còn không chỉ có như thế, bởi vì bên này vừa mới thở vào nhẹ nhõm Sở Văn đang tính toán tìm một vị trí an toàn đặt chân nghỉ ngơi một chút, nhưng lúc này bụng lại bắt đầu bài sơn đảo hải âm ý. Đồng thời một cổ không cách nào chống trừ suy yếu cảm giác cũng cùng nhau truyền đến, bởi vì hắn thân thể này đã nhiều ngày đều không có ăn cái gì. Được rồi, cứ việc giả ngoại cầu sinh kỹ năng này không làm khó được sở văn, nhưng hắn trước mắt chỗ trống hoang sơn lĩnh bên trên lại có thể có vật gì no bụng. Đặc biệt bi kịch chính là, bởi vì nguyên thần triệu hoán hệ thống tồn tại, hắn dết chết sinh vật cũng đều sẽ biến mất không thấy. Rơi vào đường cùng sở văn bò lên một chỗ cao đưa mắt nhìn bốn phía may mắn chính là hắn rất nhanh phát hiện phía nam có một mảng lớn rừng cây, diện tích còn rất lớn. Liếc mắt một cái căn bản nhìn không thấy biên, chẳng qua nhìn ra khoảng cách này rất xa, cái gọi là nước xa không giải được khác gần. Sở Văn trong lúc nhất thời cũng không khỏi có chút trầu rỉ. Hiện tại phải làm sao bây giờ? Du khách, bây giờ anh đang lo lắng về thức ăn sao? Đúng vậy. Phái Mông, chẳng lẽ ngươi có biện pháp gì tốt? kỳ thật ngươi có thể sử dụng nguyên lực ở khu thương mại đổi một ít độ ăn đỡ đói nha, mấy thứ này rất rẻ. Đúng rồi, nhớ giúp ta cũng đổi một ít nha. Thanh Minh đạp thanh vui vẻ đọc sách. Bổ sung 100 tặng 500 phiếu viết. Thời gian hoạt động. Ngày 4 tháng 4 đến ngày 6 tháng 4. Chương 6 Mê ảnh chướng thân pháp đột phá đàn Ma Lan Bạn đang nghe tại truyện chấm audio vốn chỉ tồn tại ở trong trò chơi đồ ăn, dĩ nhiên có thể đổi đến trong hiện thực, hơn nữa người no bụng đỡ đói. Sở văn lập tức ở trong đầu một lần nữa mở ra nguyên thần thương thành, sau đó lựa chọn vật tư tiêu hao một cột tìm xuống, quả nhiên tại một đống lớn các loại thuốc nước cùng hợp chất sau hắn thấy được chính mình muốn đồ vật. Trứng chiên tiên ngỏa đặc Trứng da cầm chiên chín một mặt, lòng đỏ trứng chọc một cái là có thể chảy ra nước, rất thích hợp cho đỡ thêm. Hiệu ứng sử dụng nhân vật có thể hồi sinh và phục hồi 100 HP cho nó. Canh rau củ cải Canh rau củ cải là chính, trong canh hơi chua hơi ngọt cất giấu củ cải trắng giòn, cân đối dinh dưỡng. Hiệu ứng sử dụng Ngay lập tức khôi phục 9% HP cho nhân vật và 260 HP mỗi 5 giây trong 30 giây sau đó. Củ cải viên chiên Củ cải viên chiên giòn, có vị giòn giòn mềm thơm độc đáo, thích hợp ăn lúc còn nóng nghe nói là cách điều chế đến từ liên nguyệt. Hiệu ứng sử dụng Sức tấn công của nhân vật tăng 9% trong 300 giây. Cũng may phái mông nói không sai, giá bán đồ ăn trong khu thương mại cũng không đắt. Giống như món trứng ốc Lativa, chỉ cần 10 thần lực là có thể mua được một. Vậy, một con sói hoang bằng một quả trứng ốc Lativa. Sau đó chiên củ cải viên cùng củ cải lúc rau xanh canh cũng đều chỉ cần 20 nguyên lực, hai con sói hoang mặc dù không nghĩ ra trong chuyện này đổi tính quan hệ, nhưng lúc này sở văn nhưng cũng không có quá nhiều lựa chọn, bởi vì nếu không ăn cái gì, lần sau bầy sói tìm tới thời điểm hắn có thể sẽ không có khí lực gì chạy trốn. Cho nên sở văn quyết đoán lựa chọn đổi củ cải thì canh rau xanh, sau đó một giây sau trong tay hắn dĩ nhiên thật sự xuất hiện một chén canh nóng hôi hổi, hơn nữa không phải chén nhỏ gì nha, là loại chén lớn dùng trong quán mì, củ cải bên trong lại càng phân lượng 10 phần, chẳng những hương vị ngọt ngào, sau khi ăn vào lại hóa thành một cổ lại một cổ dòng nước ấm ở trong thân thể chạy khắp nơi, rất nhanh sở văn không chỉ có cảm giác đói khát quát sạch, hơn nữa cảm giác thân thể quả thực trang. Ngập sức mạnh. Một chữ, thoải mái. Ngắn mũi nghỉ ngơi và hồi phục về sau, sở văn quyết định hướng về phía nam xuất phát, bởi vì bên kia có mảng lớn rừng rậm, bên trong tự nhiên cũng có thể sẽ có đồ ăn tồn tại. Mặc dù nói, từ trung tâm thương mại trực tiếp đổi ra nguyên thần mỹ thực chẳng những ăn ngon hơn nữa có một ít hiệu quả đặc thù nhưng dù sao phải tiêu phí nguyên lực cân nhắc đến một chén canh cũ cải chính là hai con sói hoang sở văn vẫn là quyết định có thể tiết kiệm thì tiết kiệm mà có phái mong cái này ra ra được tồn tại sở văn đoạn đường này hành trình ngược lại là không thế nào bị quấy nhiễu hơn nữa bởi vì có thể toàn phương vị chứng kiến xung quanh địa hình biết nơi nào có thể đi nơi nào là không cách nào vượt qua chướng ngại tốc độ tiến lên của hắn tự nhiên cũng là tương đối nhanh cho nên thiên sắc dần dần hôn ám xuống thời điểm sở văn trước mắt đã mơ hồ có thể chứng kiến rừng rậm biên giới bóng dáng mà cũng là vào lúc này hắn bắt đầu may mắn chính mình trước đó quyết định càng là vội vàng tăng nhanh trèo đèo lội suối bước chân bởi vì sau lưng hắn đã có rất nhiều tùy tùng bầy sói ma nhất là đến chạng vạn tối cùng đêm tối đây mới là khoảng thời gian bầy sói sinh động nhất cùng ban ngày chỉ có thể lác đác đụng phải một ít ma lang đi ra ngoài kiếm ăn so sánh. Buổi tối núi non yên tĩnh cơ hồ chính là thiên hạ của bầy sói, điểm này sở văn xem như hiểu rất rõ. Hơn nữa khi hắn quay đầu lại nhìn thấy tầng tầng gò núi trùng điệp đôi mắt màu xanh biếc kia, cho dù thành thật như hắn cũng không khỏi mắng một câu nương. Những ma lang này đều là từ nơi nào đột nhiên xuất hiện. Thở hổn hển dùng phong linh cuốn mấy con sói hoang từ bên cạnh chui ra đồng thời quan sang bên cạnh, sở văn lúc này lại vô tâm thu lấy tính mạng của chúng, bởi vì theo sắc trời càng ngày càng tối, ma lan xuất hiện cũng càng ngày càng nhiều, thậm chí có một bộ phận rất lớn đã vòng tới phía trước của hắn, mà chúng nó thường xuyên tiến công chẳng những làm chậm lại tốc độ đi tới của sở văn, thậm chí làm cho thân thể của hắn treo không ít màu. Cũng may phong linh của đường cát có thể cưỡng chế đánh bay những ma lan này, nhất là đại chiêu cấm phong linh làm thành những ngũ đồng cấu nhị hình, có thể chế tạo phong trường phạm vi lớn hơn nữa, chủ yếu nhất là năng lực cưỡng chế dẫn dắt càng khủng bố chỉ cần ma lan ở trong phong trường căn bản không thoát khỏi được hơn nữa kỹ năng đặc biệt của lâm ni đặc bí ảnh chướng thân pháp lúc này mới khiến cho sở văn không thể bị đám sói này cuốn lấy hơn nữa lần lượt phá vòng vây mà ra bởi vì bí ảnh chướng thân pháp của linh nét lại có hiệu quả ẩn thân nhất định cộng thêm đặc tính chạy nhanh có đôi khi sở văn cho dù là xuyên qua khe hở của bầy sói chúng cũng không hề phát hiện nhưng lúc này sở văn cũng đã không có cách nào lại cùng chúng nó hao tổn đi xuống, bởi vì trải qua một đường này chạy trốn, bất kể là Noel hay là đường cát, bao gồm linh nét triệu hoán thời gian đều đã nhanh đến cực hạn. Việt Nam danh hiệu Lệ ảnh ý hành địa điểm Bufati House mắt của Chúa Gió lời bài hát Quai teo các loại vũ khí Single hen suất cấp độ LV1, 0, 200, sức khỏe 1039, 1039 tấn công. 58 lực lượng phòng thủ. 60 tinh thông nguyên tố. Không tỷ lệ bạo kích. 5% sát thương. 50% điều trị. 0% điều trị. 10% năng lượng. 113% giảm làm mát. 0% sức mạnh lá trắng. 0% vốn có thiên phú. Điểm vị trí trí nhớ phát đề cao 10% tốc độ di chuyển, đồng thời thụ trị liệu cộng thêm tăng lên 10%. Trong vòng 10 giây sau khi thực hiện phép thuật, trong đội ngũ lần lượt tồn tại 1, 2, 3, 4 loại nhân vật nguyên tố, lực công kích của tất cả nhân vật trong đội ngũ lần lượt tăng lên 8, 12, 16, 20. Thiên phú cố hữu 3 Đạo cụ đầy đủ, ma thuật, vận biến kinh ngạc triệu hoán ngạc nhiên miêu miêu hợp sau khi xảy ra nguyên tố chuyển hóa linh nét nguyên tố bộc phát tạo thành thương tổn tăng lên 15%, hiệu quả kéo dài đến khi ngạc nhiên miêu học duy trì thời gian kết thúc. Thiên phú chiến đấu Nhanh nhẹn lễ đâm kiếm, công kích bình thường Tiến hành nhiều nhất bốn đoạn liên tục kiếm kích Trọng kích Tiêu hao thể lực nhất định, trong nháy mắt vung ra hai kiếm về phía trước Thiên phú chiến đấu 2 Huyền ảnh chướng thân pháp, nguyên tố chiến kỹ, quơ áo choàng, đánh ra huyền ảnh đột thứ, tạo thành thương tổn phong nguyên tố. Khi Mishio đâm trúng kẻ thù, nó sẽ hồi phục sức khỏe cho Linnet, dựa trên giới hạn sức khỏe tối đa của Linnet và tiêu thụ một lượng máu nhất định mỗi giây trong vòng 4 giây sau đó. Căn cứ vào không súc lực cùng súc lực, sẽ dùng phương thức bất đồng đánh ra bí ảnh đột thứ. Không súc lực, có thể nhanh chóng đánh ra bí ảnh đột thứ. Khi tích lũy sức mạnh, Linnet chạy nhanh với tư thế kẻ trộm bí ẩn và áp dụng dấu hiệu gai lên kẻ thù gần đó. Trong thời gian đó có thể kiểm soát hướng đi và có thể kết thúc trạng thái đi nhanh trước thời hạn bằng cách sử dụng kỹ năng một lần nữa. Khi chạy nhanh kết thúc, Linnet sẽ đánh ra Mistrio. Nếu xung quanh có kẻ địch có dấu hiệu của nó, Linnet sẽ nhanh chóng tiếp cận kẻ địch trước khi đánh ra Mistrio. Thiên phú chiến đấu 3 Ma thuật, vận biến kinh ngạc, nguyên tố bộc phát, Linh nét dơ cao áo choàng tạo thành thương tổn phạm vi nguyên tố gió, dùng thủ pháp kinh người biến ra hộp mèo kinh ngạc thật lớn. Hộp mát vô có khả năng chế giễu kẻ thù xung quanh liên tục, thu hút các cuộc tấn công của kẻ thù và định kỳ gây sát thương nguyên tố gió cho kẻ thù gần đó. Ngạc nhiên miêu miêu học tiếp xúc thủy nguyên tố, hỏa nguyên tố, băng nguyên tố, lôi nguyên tố, thì sẽ đạt được thuộc tính nguyên tố tương ứng, mang tính chu kỳ đối với địch nhân phụ cận bắn thêm đạn thuộc luyện màu tạo thành thương tổn của nguyên tố này. Thanh Minh đạp thanh vui vẻ đọc sách. Bổ sung 100 tặng 500 phiếu VIP. Thời gian hoạt động. Ngày 4 tháng 4 đến ngày 6 tháng 4. Chương 7. Trinh sát kỵ sĩ Amber Thọ Bá Tước. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Cũng may trải qua gần 2 giờ chạy trốn, rừng rậm đã gần ngay trước mắt. Cho nên sở văn lúc này căn bản không để ý tới sự hấp dẫn của nguyên lực cũng hoàn toàn không dây dưa quá nhiều với những ma lang kia, quyết đoán triệu hoán linh nét, sau đó thi triển thân pháp mê ảnh chướng nhanh chóng xuyên qua khe hở giữa đồi núi, xông thẳng về phía rừng rậm. hành động này cuối cùng cũng làm cho hắn thành công thoát hiểm, bởi vì ngay tại sở văn một đầu tiến vào rừng rậm, sau đó tìm được một viên tráng kiện đại thụ bò lên về sau, mong phía sau cái kia rất nhiều ma lang bậy cũng rốt cục đuổi tới, trong lúc nhất thời trong rừng cây tất cả đều là xanh mơn mẫn ánh mắt nhưng ít nhất hiện tại hắn là tạm thời an toàn bởi vì sói căn bản không biết trèo cây tự nhiên cũng uy hiếp không đến ở trên cây hắn nhưng rất nhanh sở văn liền phát hiện mình cao hứng sớm dù sao ma lang sở dĩ được xưng là ma lang đó là bởi vì chúng nó đều biết sử dụng ma pháp mà dùng thánh phù nhĩ đại lục bên trên thuyết pháp chúng nó kỳ thật lệ thuộc vào ma thú hàng ngũ mặc dù thực lực của chúng phần lớn không cao phổ biến đều là một giai hai giai bộ dáng nhưng thắng ở số lượng quá nhiều. Cho nên rất nhanh sở văn liền liên tiếp bị mấy phát phong nhận cho đánh trúng, hơn nửa lực đạo không nhỏ, thậm chí hắn thiếu chút nữa trực tiếp rơi xuống cây đi. May mắn, cho dù nữ bộc Noel lúc này đã không có triệu hoán thời gian, nhưng chỉ cần nàng ở trong đội, như vậy nàng cố hữu thiên phú, toàn tâm toàn ý, sẽ khởi tác dụng, cho nên ngay tại sở văn liên tiếp bị đám ma lan vài đạo phong nhận cho đánh trúng về sau, trên người hắn đột nhiên liền toát ra một cái màu vàng đất tinh thể hộ thuẫn, chẳng những hỗ trợ chống đỡ mấy phát kế tiếp phong nhận, cũng chống đỡ sở văn bò đến trên đài thụ càng cao vị trí. Chỉ có thể nói cảm ơn trời đất. Bởi vì đẳng cấp của những ma lang này cũng không cao, mà pháp chúng biết cũng rất ít, thậm chí cho dù là ma pháp loại công kích phong nhận này, cũng không phải tất cả ma lang đều biết, bởi vì trong chúng có chút am hiểu chính là cường hóa phong nguyên tố để cho mình chạy nhanh hơn hoặc là móng vuốt sắc bén hơn. Cho nên sau khi lại ồn ào một hồi, trong rừng cây rốt cục an tĩnh lại. Bầy sói đương nhiên không có đi, chúng nó lúc này canh giữ ở dưới đại thụ, từng cái trừng mắt nhìn chầm chầm sở văn trên đại thụ, hơn nữa theo thời gian trôi qua, mà lan tụ tập dưới đại thụ cũng là càng ngày càng nhiều, vô số ánh mắt xanh mơn mởn ở trong rừng cây tối tăm phát ra ánh sáng quỷ dị, nhìn sở văn quả thực da đầu tê dại. Hơn nữa dựa theo cách nói của phái mông, lúc này trong phạm vi hai ngàn mét lấy hắn làm trung tâm thậm chí đã vây quanh mấy ngàn con ma lan cái quỷ gì a à? ta đây là đâm vào hang ổ của đám ma lan sao hiện tại vấn đề lớn nhất là nếu như những ma lan này một mực không đi vậy sở văn chẳng phải là cũng muốn một mực bị tươi sống vây chết ở trên cây đại thụ này khoan đã tại sao hắn lại bị nhốt ở đây rõ ràng hắn còn có một nhân vật bốn sao có thể triệu hoán triệu hồi Hiệp sĩ trinh sát của Jeffy, Amber. Kỵ sĩ trinh sát xuất hiện. Nương theo lời nói tràn ngập sức sống đặc biệt của An Bách, trong tay sở văn cũng xuất hiện một cây cung, cùng lúc đó hắn cảm giác thân thể của mình cũng trong nháy mắt trở nên nhẹ nhàng không ít, thậm chí ngay cả độ cảm giác cũng đề cao rất nhiều, chỉ là tâm tùy ý động. Một con sói hoang nhảy lên cao cố gắng công kích hắn trong nháy mắt bị tên lửa mãnh liệt đóng đinh trên mặt đất. Đinh chúc mừng lữ khách thành công đánh chết Ma lang, đạt được 112 điểm nguyên lực. Amber Danh hiệu Hiệp sĩ trinh sát tên thật Nai gai óp the dê phi mắt của các vị thần Lửa ghế số Thỏ loại vũ khí Bao cấp độ LV1, 0, 200, sức khỏe 872, 872 tấn công 58 lực lượng phòng thủ 50 tinh thông nguyên tố không tỷ lệ bạo kích năm phần trăm sát thương 50% phần trăm điều trị không phần trăm điều trị không phần trăm năng lượng nguyên tố một trăm phần trăm giảm làm mát không phần trăm sức mạnh lá chắn không phần trăm thiên phú vốn có nhà vô địch bay lượng, tốc độ bay hoặc lướt tăng 10%, phần trăm tiêu hao thể lực giảm 20%. phần trăm thiên phú cố hữu 2. bách phát bách trúng tỷ lệ bạo kích của mưa tên tăng lên 10%, phạm vi ảnh hưởng mở rộng 30%. Tài năng vốn có 3. Bắn chế áp, khi bắn trúng điểm yếu, lực công kích tăng 15%, kéo dài 10 giây. Thiên phú chiến đấu. Thần xạ thủ, công kích bình thường. Tiến hành bắn liên tục tối đa 5 đoạn. Trọng kích. Tiến hành bắn tích lực thương tổn cao hơn, chuẩn xác hơn. Khi tụ lực, lửa sẽ tiếp tục tích tụ trên mũi tên mũi tên tụ đầy lửa sẽ tạo thành thương tổn hỏa nguyên tố cường đại tá lần ốc bắc tô hay blasterdon telementa wafer ném ao liên tục chế giễu kẻ thù xung quanh để thu hút hỏa lực độ bền của ao theo tỷ lệ kế thừa hp của amber khi bị phá hủy hoặc thời gian kết thúc ao sẽ phát nổ dữ dội gây sát thương phạm viên nguyên tố lửa thiên phú chiến đấu 3 mưa tên nguyên tố bộc phát, bắn ra mưa tên lửa, liên tục tạo thành thương tổn phạm vi hỏa nguyên tố, mưa tên kéo dài 5 giây. Nhìn đàn sói chen chút rậm rạp dưới tàn cây kia, sở văn giờ phút này rốt cục lộ ra một tia ý cười ngông cuồng, bởi vì đối với hắn triệu hoán năng lực của An Bách mà nói, đàn sói ma bên dưới quả thực chính là kinh nghiệm đưa tới cửa không công. Trước không nói đến nguyên tố chiến kỹ bạo đạn búp bê của An Bách, sau khi thỏ thỏ bá tước ném xuống, nhất thời thông qua trào phúng hấp dẫn một mảng lớn cừu hận ma lan dưới tàn cây không chỉ khiến cho chúng nó buông tha cho sở văn trên cây phát động công kích mấu chốt nhất là thỏ thỏ bá tước sau khi bị đàn sói công kích sẽ rất nhanh nổ tung hơn nữa dưới tình huống đàn sói dày đặc như vậy một nổ chính là một mảng lớn có hay không mà thỏ thỏ bá tước nổ bị thương ma lan càng nhiều hỏa nguyên tố lực chế tạo thương tổn lại càng nhiều cung cấp cùng chuyển hóa nguyên tố vi hạt lại càng nhiều sau đó những nguyên tố vi hạt này lại gia tốc an bách nguyên tố bạo phát kỹ phóng thích, cho nên cơ hồ cứ cách 15 giây, sở văn liền trực tiếp một cái mưa tên ném xuống, số lượng cực lớn hỏa diễm mưa tên trong nháy mắt bao phủ phạm vi lớn khu vực, bên trong ma lan chỉ có thể tại một tiếng kêu thảm thiết trung hóa thành nguyên. Lực quan mang Không hề nghi ngờ, đây là sở văn từ sau khi xuyên qua, qua thư thái nhất thời khắc. Thậm chí hắn còn có chút tiếc nuối, nếu như không phải dùng hết thời gian triệu hoán của đường cát, như vậy đường cát và an bách thay phiên triệu hoán, hỏa diễm tiễn vũ phối hợp với phong linh đánh khuếch tán phản ứng, thương tổn khẳng định càng cao, đối với việc tàn sát đàn sói tự nhiên cũng càng có hiệu suất. Nhưng dù vậy, phái mông vẫn liên tục không gián đoạn chúc mừng cũng làm cho tâm tình người ta tương đối sung sướng có hay không. Rất nhanh một giờ trôi qua, đàn ma lan chen chúc dưới tàn cây cũng bị sở văn tàn sát ước chừng gần ngàn con có hay không, có lẽ là phát hiện tổn thất như vậy quá lớn, hoặc có lẽ là rốt cục đối với sở văn loại sát thủ không chỉ mệt mỏi này cảm thấy sợ hãi, theo xa xa truyền đến một tiếng sói tru to rõ, đàn ma sói rốt cục vẫn rút lui, giống như thủy triều rời khỏi rừng rầm. Nhìn thấy một màn như vậy, sở văn rốt cục cũng thở phào nhẹ nhõm. Bởi vì nếu bầy sói không đi, hắn sẽ không còn cách nào khác với đám người này, dù sao thời gian triệu hồi của Amber cũng đã đến cực hạn. Cũng may, cái này gần ngàn con sói hoang mang cho sở văn thu hoạch cũng là không nhỏ, sau đó vừa kiểm kê, hắn vậy mà thu hoạch một vạn hai ngàn ba trăm hai mươi bảy điểm nguyên lực. Một từ thôi, cung. Thanh minh đạp thanh vui vẻ đọc sách. Bổ sung một trăm tặng năm trăm phiếu viết. Thời gian hoạt động. Ngày bốn tháng tư đến ngày sáu tháng tư. Chương tám. Trong lúc ngủ mơ bị tinh linh hoạt trở về nhà. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Cũng là vào lúc này, sở văn tâm thần rốt cục hoàn toàn thả lỏng xuống, nhưng theo đó cũng là cảm giác được không gì sánh kịp. Mệt mỏi Sở văn là thật sự mệt muốn chết rồi, loại mệt mỏi này cũng không phải nói thân thể như thế nào chịu không nổi, kỳ thật càng nhiều là tinh thần mệt mỏi. Phải biết rằng, từ sau khi xuyên việc tới đây sở văn trên cơ bản liền không thế nào nghỉ ngơi, hắn đầu tiên là cùng chính mình cổ thân thể này chủ nhân của Kevin triển khai một hội đoạt xá đại chiến sau đó liền một mực tại thôn phệ cùng tiêu hóa trí nhớ của hắn, nhưng bởi vì hấp hối thân thể liên lụy, loại này thôn phệ cùng tiêu hóa tiến độ rất chậm rất chậm, sau đó thật vất vả kết thúc, lại phát hiện mình dĩ nhiên bị người vứt bỏ ở tỉnh tỉnh Sơn Lĩnh cho sói ăn. Lại tiếp theo sở văn chính là không ngừng chạy trốn, ban ngày bị bầy sói đuổi liền không nói, chủ yếu là tiến vào rừng rậm trước hơn 3 giờ, hắn vẫn không ngừng tại chạy, vẫn vắt hết ốc hơn nửa nghĩ hết mọi biện pháp chạy trối chết điều này đối với tinh thần hao tổn của con người kỳ thật là phi thường lớn. Chớ nói chi là vừa rồi đi qua cái kia một giờ, sở văn càng là một lát không ngừng hơn nữa không chút nào lãng phí nửa phút nửa giây phóng thích Amber kỹ năng, lấy cậu có thể sát thương giết chết càng nhiều ma lan. Nói thật, hắn có thể kiên trì đến bây giờ, đây đã là phi thường phi thường lợi hại, cũng được lợi từ sở văn trước kia tại đặt công bộ đội tiếp nhận qua phi thường nghiêm khắc huấn luyện, cường độ tinh thần so với người bình thường cao hơn một mảng lớn nhưng mặc dù lúc này đàn sói đã rút lui, sở văn vẫn không dám xuống cây, vạn nhất đàn sói quay lại thì sao? Mặc dù ở lại trên cây cũng không có nghĩa là không có nguy hiểm, nhất là trong đêm tối rừng rậm, chỉ là sở văn lúc này cũng không có biện pháp khác, mấu chốt nhất là hắn đã sắp kiên trì không được, cho nên miễn cưỡng dùng quần áo đem chính mình trói ở trên cành cây, tiếp theo hắn liền đầu trầm mê mang đi qua. Vấn đề là, khi sở văn tỉnh lại, hắn phát hiện mình đã bất tri bất giác thay đổi địa phương bởi vì lúc này hắn đang nằm trên sàn nhà vô cùng lạnh lẽo vi vi mở mắt ra sở văn phát hiện mình đang ở trong một căn phòng vô cùng nhỏ hẹp bên trong hoàn toàn không có bất cứ thứ gì trên cơ bản ngoại trừ vách tường trụi lũi ra cũng chính là sàn nhà sở văn đang nằm trước mắt cho nên nói chính xác đây căn bản không phải là phòng gì mà là nhà giam chết tiệt tôi lại bị bắt trong lúc ngủ Patrick, tại sao không nhắc nhở ta? Bởi vì không biết thân ở nơi nào, Sở Văn không có mạo hiểm đứng dậy, mà là tiếp tục nằm trên mặt đất giả dạ chết, lén lúc lại bắt đầu cùng phái mông câu thông, chỉ là ngữ khí ít nhiều có chút u oán. Ta nhắc nhở. Ngữ khí của phái mông lại càng u oán, nhìn ngươi ngủ quá chết, ta hoàn toàn không đánh thức ngươi. Được rồi. Không có biện pháp, dù sao Sở Văn lúc trước bất kể là thân thể hay là tinh thần đều đã đến cực hạn giấc ngủ này hoàn toàn ngủ chết cũng là vô cùng có khả năng chỉ bất quá phái mông ngươi hẳn là biết bắt ta là ai à bây giờ tôi đang ở đâu nơi này là kêm thành tinh linh vương quốc biên giới thành thị về điểm này Mân ngược lại là trả lời rất nhanh đem ngươi mang tới chính là tinh linh tuần tra đội tinh linh sở văn trong đầu lập tức hiện ra một đám tóc vàng mắt xanh hơn nữa có tai nhọn tuấn nam mỹ nữ nhóm nhất thời cả người đều thở phào nhẹ nhõm bởi vì tại thánh phù ngải nhĩ trên đại lục tinh linh tộc tính trên là nhân loại đồng minh tự nhiên cũng sẽ không quá mức làm khó hắn chỉ cần không là bị phong bạo đế quốc người bắt trở về là tốt rồi quả nhiên không bao lâu sau một cái tóc nâu nữ tinh linh liền mở cửa đi vào sau đó nàng đem một ít đồ ăn đặt ở sở văn bên người đứng lên đi chúng ta biết ngươi đã tỉnh nữ tinh linh nhân loại ngữ nói rất tiêu chuẩn cho nên sở văn nhìn không được mở mắt ngồi dậy ta có thể biết đây là chuyện gì xảy ra sao? Đêm qua đội tuần tra của chúng ta ở vùng biên cảnh trên cây phát hiện ngươi, bởi vì lo lắng ngươi bị ban đêm thường lui tới ma thú cho ăn tươi, cho nên bọn họ đem ngươi cho mang về tạp mai thành. Nữ tinh linh rất ôn hòa trả lời sở văn, chỉ là thân phận của ngươi còn không rõ ràng, cho nên chúng ta tạm thời trước tiên đem ngươi nhốt ở chỗ này. Thành tạp mai, sở văn khe khẽ thở dài, ta đã ở tinh linh vương quốc cảnh nội rồi. Đúng vậy, chúng ta tinh linh vương quốc cùng nhân loại biên giới phân chia chính là lấy yên tĩnh gò núi biên giới. Ngươi có thể trước ăn chút gì đó, đợi lát nữa chúng ta thủ bị quan còn có vấn đề muốn hỏi ngươi. Nữ tinh linh trong miệng quan phòng bị là một cái tuấn mỹ đến quả thực làm người ta ghen tị nam tinh linh, đứng ở trước mặt hắn sở văn vẫn là bình sinh lần đầu tiên đối với đồng tính sinh ra mấy phần cảm xúc tự ti cùng tự ti, bất quá người này tự hồ không có thời gian đến phản ứng sở văn, chỉ là đơn giản đưa ra mấy vấn đề về sau, liền để cho trước đó nữ tinh linh mang hắn đi xuống làm thủ tục thủ tục cũng không phức tạp các tinh linh để cho sở văn tại mấy phần văn kiện thượng ký tự tiếp theo nói cho hắn biết bởi vì xông vào tinh linh biên cảnh cho nên hắn phải tiếp nhận tương ứng trừng phạt kế tiếp một tuần hắn phải mỗi ngày vì kem thành nghĩa vụ lao động 6 giờ trở lên ách tinh linh các ngươi có muốn chơi như vậy hay không rõ ràng là các ngươi mạnh mẽ mang ta trở về nhưng lúc này sở văn lại chỉ có thể gật đầu đồng ý dù sao hắn hiện tại cũng không có địa phương có thể đi hơn nữa các tinh linh mặc dù nói là nghĩa vụ lao động nhưng tốt xấu có ăn có uống còn có một cái có thể an tâm ngủ địa phương so với tỉnh tỉnh sơn lĩnh không biết mạnh hơn bao nhiêu cũng vừa lúc sở văn có thể tĩnh tâm lại hảo hảo sửa sang lại một chút suy nghĩ của mình còn có kế thừa từ kevin những ký ức kia cùng với điểm máu chốt nhất hắn kế tiếp muốn như thế nào đi đối mặt cái này hoàn toàn xa là gì thế giới. Đương nhiên, sở văn hiện tại càng cần hao phí tinh lực suy nghĩ kỳ thật còn có một chuyện khác. Ở tỉnh tỉnh Sơn Đồ Sát gần ngàn con ma lan đạt được hơn một vạn hai ngàn nguyên lực, phải tiêu như thế nào? Mặc dù có cẩn thận nghiên cứu một phen, nhưng sở văn cảm thấy hiện tại mình đối với nguyên thần triệu hoán hệ thống ngón tay vàng này nắm giữ trình độ còn rất thấp, rất nhiều thứ hắn cũng không rõ ràng lắm cụ thể có tác dụng gì, cho nên cuối cùng hắn vẫn là quyết định trước dùng những này nguyên lực thử xem nước, tận lực nắm giữ triệu hoán hệ thống càng nhiều cố vấn. Ví dụ như cấp bậc triệu hoán sư, sở văn đầu tiên là tiêu phí 200 nguyên lực cho mình thăng một cấp, sau đó hắn phát hiện sau khi thăng cấp mình ngoại trừ trị số ra, địa phương khác cũng không có quá nhiều biến hóa. Tổng cộng, máu tăng 91 điểm, tấn công cơ bản tăng 2, phòng thủ tăng 5. Sau đó lại hao phí 300 điểm nguyên lực, Triệu Hoán Sư đẳng cấp tăng lên tới LV3, trị số tăng phúc quả nhiên là cố định không thay đổi, còn lại không biến hóa. Tiếp theo tốn hao 400 điểm cùng với 500 điểm nguyên lực, Sở Văn đem Triệu Hoán Sư đẳng cấp tăng lên tới LV5, mà lúc này đây thăng cấp về sau, hắn nhiều hơn một cái thiên phú điểm. Điểm thiên phú có thể dùng để thăng cấp bốn thiên phú Sở Văn có được trước mắt, hơn nữa bất kể là thiên phú chiến đấu hay là thiên phú cố hữu, đều có thể thăng cấp chỉ có điều sở văn xem trước thăng cấp biểu hiện thiên phú sau khi thăng cấp cũng chỉ có biến động rất nhỏ về trị số vì thế cũng không có sử dụng sau đó hắn tìm được mệnh tọa của mình bởi vì phái mông nói cho hắn biết thiên phú điểm còn có thể dùng để kích hoạt mệnh tọa nhưng vấn đề là đây là mệnh tọa sao anh có chắc đây không phải là cây công nghệ không phải biết rằng tất cả nhân vật trong nguyên thần game mỗi người đều chỉ có tối đa sáu mạng nhưng sở văn cái này liếc mắt một cái ít nhất hơn hai mươi cái mệnh tọa quả thực mật thiết tê dại bởi vì sở văn không phải là nhân vật của nguyên thần không sao đâu thanh minh đạp thanh vui vẻ đọc sách bổ sung một trăm tặng năm trăm phiếu vip thời gian hoạt động ngày bốn tháng 4 đến ngày sáu tháng 4 chương 9 thân phận bại lộ liền phải vội vàng chạy trốn bạn đang nghe tại truyện chấm audio sau đó sở văn tại do dự nửa ngày lại cẩn thận cân nhắc về sau, vẫn là lựa chọn kích hoạt chính mình để nhất mệnh tọa. Triệu hồi sư chính là số mệnh của bạn. Du khách cũng có thể ký hợp đồng với bất cứ sinh vật không phải nhân vật nào, hơn nữa còn có thể triệu hồi chúng một mình, để phụ trợ chiến đấu. Sở dĩ sẽ do dự, bởi vì mệnh tọa này tuy rằng thoạt nhìn rất tốt, cho phép hắn cùng nguyên thần trong thế giới tùy ý không phải nhân vật sinh vật ký hợp đồng, mà mọi người đều biết, nguyên thần trong trò chơi cũng có không ít mạnh mẽ tồn tại, tỷ như phong ma long, tỷ như nhược đà long vương, tỷ như lôi âm quyền hiện, tỷ như ma ngẫu kiếm quỷ. Bao gồm cả con trai trong số 12 giám đốc điều hành, thưa bà. Thậm chí còn có chính cơ chi thần. Cùng với lôi chi thần ảnh trong trần thế thất chấp chính. Nếu như có thể đơn độc triệu hoán bốt cấp bậc này ra, hơn nữa còn dùng hình thức triệu hoán thú, đây tuyệt đối là một chuyện tương đối khốc liệt. Nhưng mặc dù không nói những bốt này, cho dù chỉ là đem người Khâu Khâu triệu hoán ra, cũng tuyệt đối là một đại trợ thủ có hay không? Khâu Khâu côn đồ, Khâu Khâu Thâm Nguyên pháp sư, còn có Khâu Khâu vương. Ai không phải là nhân vật siêu cấp khó chơi? Nhưng vấn đề chính là, Sở Văn phải ký hợp đồng với chúng như thế nào? Nhân vật nguyên thần có thể thông qua phương thức cầu nguyện mà đạt được, mặc dù duyên gặp gỡ và duyên dây dưa rất đắt, nhưng chỉ cần Sở Văn tốn chút thời gian chậm rãi tích góp, cuối cùng vẫn có thể tiếp cận được không chừng sau này sẽ có một ngày gom đủ nhân vật nguyên thần nhưng sinh vật không phải nhân vật thì thật không nghĩ ra cách nào dù sao sở văn hiện tại cũng không vào được trò chơi cho nên nói trắng ra mệnh tọa này bây giờ chỉ là một vật trang trí căn bản không có tác dụng gì vậy tại sao sở văn lại kích hoạt nó đương nhiên là bởi vì nguyên thần mệnh tọa đều là cần kích hoạt cái trước mới có thể kích hoạt cái sau cho nên nếu như không kích hoạt cái này mệnh tọa, vậy phía sau tất cả mệnh tọa liền tất cả đều không cách nào kích hoạt. Cho nên sở văn liền không lại tiếp tục nghiên cứu chính mình, kế tiếp hắn tiêu phí 1.400 điểm nguyên lực đem Noel cũng lên tới 5 cấp, nhưng tiếc nuối chính là Noel thăng cấp về sau, ngoài trừ cơ sở trị số thượng sinh ra biến hóa ở ngoài, cái khác cũng không có gì bất đồng, cũng không có thiên phú điểm xuất hiện. Tài năng của nhân vật có thể được nâng cấp trực tiếp bằng thần lực nhưng chờ một chút, rõ ràng dùng nguyên lực mua vật phẩm thăng cấp từ khu thương mại, sau đó lại thăng cấp thiên phú rẻ hơn một chút, ước chừng thiếu hơn 100 nguyên lực. Hơn nữa liền cùng nguyên thần trò chơi giống nhau, Noel các nàng những nhân vật này cố hữu thiên phú là không có biện pháp thăng cấp, chỉ có thể thăng cấp chiến đấu thiên phú, cho nên sở văn cũng là tính thí nghiệm thăng một chút liền dừng lại, mà kế tiếp hắn lại thử đem vũ khí cũng thăng mấy cấp, cuối cùng còn lại hơn 8.000 nguyên lực, hắn toàn bộ đầu tư vào thánh di vật thượng. Tam tinh thánh di vật, mỗi một cái giá cả là 400 nguyên lực, một bộ thánh di vật có 5 kiện, đây là 2.000, mà sở văn nơi này cần 4 bộ, vừa vặn chính là 8.000. Sở văn cho Noel phối thánh di vật là thủ hộ chi tâm, hai kiện bộ. Lực phòng ngự đề cao 30%. 4 kiện bộ. Trong đội ngũ mỗi nhân vật có loại nguyên tố khác nhau, bản thân đạt được 30% kháng tính nguyên tố tương ứng. Huấn luyện viên, phối đường cát, hai bộ. Tinh thông nguyên tố đề cao 80 điểm. For Sau khi kích hoạt Elementric, Element Maxi của tất cả các nhân vật trong đội tăng 120 điểm trong 8 giây. Linh đặc biệt phối chính là võ nhân, hai kiện bộ. Phổ công cùng trọng kích tạo thành thương tổn tăng lên 15%. Bốn kiện bộ. Sau khi phóng thích chiến kỹ nguyên tố, thương tổn do phổ công và trọng kích tạo thành tăng lên 25%. Hành giả chi tâm của An Bách, hai kiện bộ. Lực công kích tăng lên 18%. Bốn kiện bộ. Tỷ lệ bạo kích của trọng kích tăng lên 30%. Cho dù bốn bộ thánh di vật này mở ra thuộc tính phần lớn không tốt lắm, đặc biệt là hành giả chi tâm của An Bách, bất kể là cát, hay là chén, hay là đầu, thế nhưng không có một cái nào là thuộc tính công kích, sau đó thuộc tính bạo kích và bạo thương trên cơ bản cũng không thấy được. Bất quá không sao cả, dù sao chỉ là Tam Tinh Thánh Di Vật, cũng liền tạm thời quá độ thời điểm dùng một chút, dù sao Sở Văn muốn vẹn vẹn chỉ là chúng nó trang phục thuộc tính mà thôi. Bởi vì đối với Sở Văn mà nói, bốn bộ thánh di vật này là đồng thời có tác dụng. Làm xong những thứ này về sau, Sở Văn cũng là thành thật thật ở lại Tạp Mai Thành hoàn thành nghĩa vụ lao động kỳ thật cũng còn tốt chính là quét dọn đường cái các loại công tác hơn nữa một chút không mệt mỏi còn rất thanh nhàn thậm chí phúc lợi đãi ngộ vô cùng tốt bởi vì có thể không ngừng nhìn thấy tinh linh tộc các loại soái ca mỹ nữ bất quá cũng là lúc này sở văn mới chính thức xác định tinh linh tộc quả nhiên là một cái âm thịnh dương suy chủng tộc theo hắn trước mắt nhìn thấy tinh linh tộc nữ tính số lượng rõ ràng dư thừa nam tính hơn nữa là nhiều hơn rất nhiều cho nên tinh linh tộc nam tính thường thường rất được hoan nghênh, mặc kệ đi tới nơi nào bên người thường thường đều có vài cái nữ tính tinh linh đi cùng. Nhưng đồng dạng là nam tính, Sở Văn lại bởi vì là một nhân loại, sau đó những này tinh linh tộc các mỹ nữ trên cơ bản đều sẽ lựa chọn trực tiếp không nhìn hắn. Cũng may Sở Văn đối với đám tinh linh này cũng không có ý nghĩ không an phận gì, dù sao hắn không phải chủ nhân của bộ thân thể này lúc trước Kevin, tên kia trước kia quả thật đối với mỹ nữ tinh linh tộc nhớ mãi không quên thậm chí vẫn luôn muốn lén mua nữ nô của tinh linh tộc nhưng hắn hiện tại đã treo không phải sao sở văn hiện tại muốn làm chính là triệt để cùng kevin người này phân cách cho nên trước tiên đối với tinh linh tộc quan phòng bị thời điểm báo ra cũng là chính mình sở văn tên nhưng một tuần sau lại nhìn thấy kem thành thủ bị quan vị này tuấn mỹ nam tinh linh nhưng là vẻ mặt như cười như không nhìn sở văn ta nên gọi ngươi là sở văn hay là kevin liosi được rồi, tinh linh tộc dĩ nhiên chỉ dùng một tuần công phu liền triệt để tra rõ ràng sở văn cổ thân thể này chi tiết, đây cũng là sở văn trăm triệu không nghĩ tới, hắn vốn muốn nói, sau đó chờ từ tinh linh tộc rời đi về sau liền đi nhân loại quốc gia khác, từ nay mai danh ẩn tích. Nhưng quan thủ bị lại nói cho hắn biết, bởi vì tinh linh tộc cùng nhân loại là quan hệ đồng minh, hơn nữa song phương ký kết qua một ít tương quan điều lệ, cho nên thân là tội phạm sở văn kế tiếp cần bị trục xuất về phong bạo vương quốc cái này cũng rất vô nghĩa. Nếu như bị đưa về phong bạo vương quốc, sở văn còn có thể có đường sống. Hơn nữa tuy lít đại công tước nếu là biết làm bẩn con gái của hắn Kevin vậy mà còn sống, kế tiếp còn không biết muốn đối với sở văn vận dụng thủ đoạn gì. Nói không chừng sở văn cũng là một trận rối rắm, sau đó bắt đầu cân nhắc làm sao từ trong tay các tinh linh chạy trốn. Tạp Mai Thành khẳng định không thích hợp động thủ bên này đội phòng bị lực lượng rất mạnh. Sở văn lợi hại hơn nữa cũng không có khả năng chống đỡ được những tinh linh kia quân chính quy truy bắt, có lẽ chỉ có thể ở trên đường đuổi về nghỉ biện pháp. Có lẽ là nhìn sở văn lúc này trên mặt biểu tình trăm chuyển ngàn hồi, tinh linh quan phòng bị lại là đột nhiên nở nụ cười, ngươi hiện tại có phải hay không đang suy nghĩ làm sao chạy trốn? Kỳ thật ta có thể đại khái đoán được ý nghĩ của ngươi. Tinh linh thủ bị quan sát mặt nghiêm một chút, nhưng ta cũng không đề nghị ngươi nếm thử như vậy, bởi vì chúng ta đã sớm ở trên người của ngươi hạ truy tung ma pháp, ngươi mặc kệ làm như thế nào cũng tuyệt không thể trốn thoát. Khó trách mấy ngày này các ngươi đối với ta chẳng quan tâm, nguyên lai là căn bản không sợ ta chạy trốn. Đương nhiên, chúng ta tinh linh cũng không phải như vậy tuyệt tình người. để tại ngươi những ngày này biểu hiện phi thường tốt phân thượng, chúng ta có lẽ có thể cho ngươi một cái cơ hội. Cơ hội gì? chúng ta có thể không đưa ngươi về phong bạo đế quốc, thậm chí có thể giúp ngươi xóa đi dấu ấn nô lệ trên người. Nói thẳng ra đi. Ta phải trả giá bao nhiêu? Thanh Minh đạp thanh vui vẻ đọc sách. Bổ sung 100 tặng 500 phiếu VIP. Thời gian hoạt động. Ngày 4 tháng 4 đến ngày 6 tháng 4. Chương 10. Vì tự do cần bán đứng tự do. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio tinh linh thủ bị quan có chút tán thưởng nhìn sở văn một cái, chúng ta cần ngươi thay chúng ta tinh linh tộc làm một chuyện, chỉ cần ngươi có thể đem chuyện này làm tốt, như vậy vừa rồi ta nói những thứ này đều có thể lập tức thực hiện, hơn nữa chúng ta còn có thể cho ngươi một thân phận hoàn toàn mới, cho ngươi hoàn toàn cùng quá khứ cáo biệt. Các ngươi rốt cuộc muốn ta làm chuyện gì? Dựa theo năm trước tinh linh nữ thần Mê Đê cùng vận mệnh nữ thần Fatuna đạt thành hiệp nghị, chúng ta tinh linh vương quốc sắp phái một nhóm tuổi trẻ tinh linh đi tới các ngươi nhân loại thần thánh chi quốc hơn nữa cùng vận mệnh học viện tiến hành lần đầu trao đổi sinh thí nghiệm sở văn lúc này quả thực không hiểu ra sao ngươi tinh linh này nói chuyện có thể hay không trực tiếp nói trọng điểm hơn nữa những thứ này cùng ta có quan hệ gì mặc dù chúng ta tinh linh cùng nhân loại là đồng minh quan hệ ở đại lục các hạng sự vụ bên trong luôn luôn trông coi tương trợ nhưng chúng ta tinh linh đối với nhân loại thế giới lại cũng không quen thuộc cái này có lẽ là bởi vì chúng ta tinh linh quá mức cao ngạo quan hệ, nhưng cũng cùng nhân loại các ngươi gian trá giảo hoặc cùng với nói không giữ lời tập tính thoát ly không được quan hệ, tóm lại, tuyệt đại bộ phận tinh linh đối với nhân loại đều không có cái gì hảo cảm, cũng không quá. Coi trọng nhân loại các ngươi. Chỉ là trước mắt mà nói, chúng ta tinh linh vương quốc cùng nhân loại bất đồng quốc gia trong lúc đó quan hệ cũng có chút vi diệu, Chúng ta tinh linh vương quốc cùng thần thánh chi quốc lần này trao đổi sinh hành động tất nhiên sẽ gây nên một ít gần sống, mà hết lần này tới lần khác trưởng công chúa Evanjin điện hạ thân phận lại rất đặc thù, cho nên nữ vương bệ hạ cùng trưởng lão hội đều cảm thấy, chúng ta có lẽ cần một cái chân chính hiểu được xã hội nhân loại, hiểu được như thế nào cùng. Nhân loại giao tiếp, hơn nữa cũng có thể dung nhập xã hội nhân loại, rồi lại có thể vô điều kiện đứng ở chúng ta tinh linh bên này người phụ trách cùng đi với trưởng công chúa evangile điện hạ cùng đi trước vận mệnh học viện chiếu cố nàng đồng thời trợ giúp nàng hiểu rõ chân chính xã hội nhân loại ý của ngươi là các ngươi chọn chúng ta nam tinh linh thủ bị quan cũng mỉm cười đầu tiên ngươi là một nhân loại hơn nửa tuổi tác thích hợp chúng ta tương đối thuận tiện an bài ngươi tiến vào thần thánh học viện tiếp theo ngươi hiện tại mặc dù là nô lệ chi thân nhưng lúc trước lại là con trai của đinh thành chủ coi như là quý tộc tử đệ, đối với xã hội loài người nhân tình đối nhân sự thế đều rất hiểu rõ, ở phương diện này có thể vì trưởng công chúa của chúng ta Evanjin điện hạ cung cấp trợ giúp rất tốt. Thứ ba, tình cảnh trước mắt của ngươi rất không xong, hơn nữa vì thoát khỏi nô lệ chi thân, ngươi hiện tại chỉ có thể vô điều kiện tin tưởng chúng ta hơn nữa trợ giúp chúng ta, nếu không chúng ta chỉ cần đối với bảo táp đế quốc tiết lộ thân phận chân thật của ngươi, như vậy bất kỳ quốc gia nào của nhân loại đều sẽ không có chỗ cho ngươi đứng. Mặc dù ngươi có thực lực phi phàm. Sở Văn trầm mặt vài giây, "Ta muốn biết tại sao là ta, theo đạo lý, tinh linh tộc các ngươi nếu như muốn tìm có thể giúp các ngươi trưởng công chúa điện hạ ngươi, tùy tùy tiện đều có thể tìm được một bó lớn." "Ngươi nói không sai, nhưng chúng ta tất cả mọi người nhưng nhất trí cảm thấy ngươi càng thích hợp nhiệm vụ này." Tinh linh thủ bị quan lần nữa cười cười, "Trên thực tế, ngươi sớm nhất tại bị người mang vào núi yên tĩnh thời điểm, chúng ta biên cảnh đội tuần tra cũng đã phát hiện các ngươi đương nhiên bọn họ dưới tình huống bình thường căn bản sẽ không lộ diện cho dù ngươi sẽ lập tức bị những ma lang kia gặm sạch sẽ ta lúc trước đã nói tuyệt đại bộ phận tinh linh đều đối với nhân loại không có hảo cảm nhất là đối với người của phong bạo đế quốc bởi vì hiện tại ý đồ nhập cư trái phép đến tinh linh vương quốc chúng ta bắt bắt tinh linh bọn buôn nô lệ nhân loại càng ngày càng nhiều mà những người này phần lớn đều tụ tập tại các ngươi phong bạo đế quốc nhưng ai cũng không nghĩ tới, ngươi kế tiếp nhưng là cho đội tuần tra của chúng ta cống hiến một hồi kịch hay rất đặc sắc. Tinh linh thủ bị quan trên mặt lần nữa treo lên như cười như không cười biểu tình, rõ ràng đã hấp hối thoạt nhìn tùy thời đều sẽ chết, đối mặt ngửi được mùi tìm tới sói hoang, lại là đột nhiên đứng lên, hơn nữa còn lấy ra một thanh hai tay cự kiếm, càng là trong nháy mắt giải quyết chúng nó. Không chỉ có như thế, ngươi kế tiếp vậy mà lại thay đổi vũ khí, còn sử dụng một loại để cho tinh linh chúng ta đều chấn động tìm hành kỹ năng, thậm chí thiếu chút nữa bỏ rơi đội tuần tra của chúng ta. Nhưng đặc sắc nhất chính là sau khi vào đêm, ngươi vậy mà lại hóa thân thành ma cung thủ, hơn nữa không biết mệt mỏi phóng đại hỏa diễm tiễn vũ phạm vi, chúng ta nhân số thoáng một phát, ngươi ít nhất phóng thích 200 lần trở lên, hơn nữa đánh chết hơn 1.000 con ma lan. Tinh linh thủ bị quan đột nhiên thâm ý nhìn về phía sở văn, bởi vì theo chúng ta trước mắt biết được, ngươi đã có được chiến sĩ pháp sư đạo tặc cùng với ma cung thủ bốn loại chức nghiệp năng lực cho nên chúng ta đều rất tò mò ngươi thật sự là một nhân loại nhưng ta vẫn không hiểu cái này cùng các ngươi muốn nhiệm vụ có quan hệ gì quan thủ bị tinh linh đột nhiên ngồi thẳng người sau đó nhìn thẳng vào mắt sở văn hiện tại nói cho ta biết quyết định của ngươi đi nhân loại là chúng ta đưa ngươi về phong bạo đế quốc hoặc là tiếp nhận nhiệm vụ của chúng ta sau đó lấy thân phận mới đi thần thánh quốc nhiệm vụ này kỳ hạn là bao lâu hơn nữa tại hoàn thành nhiệm vụ sau khi các ngươi lại như thế nào cam đoan sẽ thả ta rời đi nhiệm vụ kỳ hạn đương nhiên chính là trưởng công chúa Evanjin điện hạ tại thần thánh chi quốc trong khoảng thời gian này về phần ngươi muốn cam đoan tinh linh thủ bị quan đưa tay từ dưới mặt bàn móc ra một sấp văn kiện tuy rằng chúng ta tinh linh luôn luôn đều là phi thường để ý hứa hẹn hơn nữa có danh dự tốt chủng tộc nhưng căn cứ vào các ngươi nhân loại thói quen chúng ta vẫn là đặc biệt chuẩn bị một phần hiệp ước, chúng ta hứa hẹn sự tình tất cả đều cặn kẻ liệt ở phía trên, ngươi có thể nhìn kỹ, nếu như đồng ý, chúng ta sẽ tại tinh linh nữ thần chứng kiến dưới ký kết nó, cái này cam đoan ngươi có thể tin qua. Ta đồng ý, lần này Sở Văn không có bất kỳ chần chờ, quyết đoán gật đầu. Quan phòng thủ bị tinh linh cười đứng lên, bất quá tiếp theo hắn lại mở miệng lần nữa, đúng rồi, xét thấy nhân loại các ngươi trước sau như một phẩm hành còn có ngươi Kevin, Liu Si danh dự cá nhân, vì cam đoan phần hợp đồng này của chúng ta có thể thuận lợi tiến hành tiếp, ngươi sẽ không ngại một mình cùng trưởng công chúa điện hạ của chúng ta ký kết một cái khế ước ma pháp chứ? Ma pháp khế ước gì? Trong lòng sở văn nhất thời nổi lên một tia cảm giác không ổn. Quan thủ bị tinh linh trừng mắt mấy cái, ngươi yên tâm, một khi nhiệm vụ thuận lợi hoàn thành, khi trưởng công chúa điện hạ chúng ta rời khỏi thần thánh chi quốc cũng trở về tinh linh vương quốc lúc, sẽ lập tức cùng ngươi giải trừ khế ước, điểm này ở trên hiệp ước cũng sẽ có ghi rõ nha. Thanh Minh đạp thanh vui vẻ đọc sách. Bổ sung 100 tặng 500 phiếu viết. Thời gian hoạt động: Ngày 4 tháng 4 đến ngày 6 tháng 4.